Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 316, chân bị tật. Hai ngày sau thương mai đến lương vương phủ liền thấy tỷ thiếp trong phủ ôm đồ đạc đi ra, ngay cả chắc Phi cũng bị đuổi ra. Nhưng trên mặt mỗi người đều rất vui, không hề có biểu cảm đau lòng. Thương mai thấy rất lạ, bước nhanh vào trong, thấy lương vương đang ngồi trong phòng, tay không ngừng gảy bàn tính, vừa tính vừa lắc đầu thở dài. Sao đều đi rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi, Thương Mai hỏi. Lương Vương ngẩng đầu, mặt mày u oán, bản Vương lỗ to rồi. Chuyện gì thế? Thương Mai ngồi xuống, để hòm thuốc lên bàn, nhìn sổ sách của hắn, trên sổ ghi rất nhiều số, đều là chi ra. Đuổi hết rồi, Lương Vương đau răng hít một hơi khí lạnh, tỷ thiếp năm nghìn hai, chắc phi một vạn hai, đều đuổi đi rồi. Thương Mai bật cười, khó trách ai cũng vui vẻ như thế, thì ra đều nhận được khoản tiền lớn. Thương Mai và Lương Vương sau khi quen thân, biết được những tỷ thiếp này và chắc phi có vài người là con nhà nghèo, chắc phi bị phu huynh bán vào cũng là con của chủ tiệm Ngọc Bích nhỏ. Sau khi vào phủ, cũng có vài người chết bất đắc kỳ tử, dù sao Lương Vương cũng không chạm vào các nàng, cho ngân lượng rồi đuổi đi, các nàng tự nhiên vui vẻ rồi. Tại sao lại đuổi đi? Thương Mai có hơi tò mò, hắn hiện nay cũng được rồi, theo lý mà nói nên hưởng thụ ngày xuân đến muộn của mình, nhưng vào lúc này đuổi người đi rồi. Lương Vương gập quyền sổ lại, nghiêm túc nhìn cô, người cũng đừng đã biết rõ hết còn cố hỏi, khoảng thời gian này ngươi thật ra không phải chữa chứng động kinh cục bộ của bản vương, ngươi là đang chữa bệnh kín của bản vương, phải không? Thương Mai thấy hắn không giống tức giận, bèn thừa nhận phải. Lương Vương rất khâm phục y thuật của cô, người sao làm được. Chỉ là châm cứu, người thậm chí cũng không từng kiểm tra. Cái này coi như hên, trước đó khi ta chữa chứng bệnh cương thi, đã từng châm cứu cho tô thanh và vương du tô thanh nói sau khi ta châm cứu xong hắn có phản ứng hơi khác lương vương sửng sốt chỉ như thế hắn vốn tưởng ẩn chứa ý thuật cao siêu thế nào lại không ngờ là đánh bậy đánh bạ lại chúng chỉ như thế thương mai mỉm cười lần đánh bậy đánh bạ mà chúng này khiến cô rõ ràng một điểm cuốn sách châm cứu này của ôn ý thật sự có hiệu quả đáng để cô dốc lòng nghiên cứu đáy mắt lương vương có ánh sáng lấp lánh vậy thì Ngươi có thể đánh bậy đánh bạ mà đánh chúng thành chữa khỏi chân của bản vương không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương Mai nhìn hắn, nghiêm túc nói, chân của ngươi, ta nắm chắc, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Lương Vương thở dài, còn gì không tin sao? Ngươi cũng đã chữa khỏi bệnh kín của ta rồi. Thương Mai chớp mắt, cảm ơn, ta vốn cho rằng ngươi sẽ tức giận. Tức giận? Lương Vương cười khổ, cái gọi là tức giận chỉ là che đậy sự tự ti của bản vương. Bản Vương đã từng gặp nhiều thầy lang rồi, sớm đã không có bất cứ hy vọng gì. Nhưng người đã cho Bản Vương hy vọng này khiến Bản Vương cảm thấy mình còn có thể sống như người bình thường, làm một người bình thường là ước mơ mà Bản Vương luôn hướng tới. Thương Mai nước mắt lưng tròng, cô hiểu Lương Vương hiểu loại khổ sở đó không nhịn được mà nắm tay của hắn. Mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Lương Vương nhìn tay của cô, nắm ngược lại, ánh mắt nóng bỏng. Người bây giờ có phải hối hận không gả cho Bản Vương rồi không? cảm thấy bản vương xuất sắc hơn hoàng thúc, hiện nay hối hận vẫn còn kịp. Thương mai xứng người, bỗng thu tay lại, nhìn thấy lương vương cười ha hả. Người trêu ta, thương mai tức giận nói. Lương vương vui vẻ không thôi, dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật buồn cười. Thương mai không khách khí nhìn hắn, vậy ngươi cười đủ rồi chứ? Nếu cười đủ rồi thì cởi quần đi, ta kiểm tra hiệu quả chữa trị của ta. Tiếng cười im bặt, kiểm tra là kiểm tra, nhưng lại là kiểm tra vết thương trên chân. Hai chân lương vương đều bị thương, nhưng chân phải rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, sau khi gãy xương xử lý không tốt, dẫn đến xương bị dập xếp vẹo vọ, nhìn tình trạng, chắc sẽ đè lên dây thần kinh, điều này khiến hắn rất hay phải chịu những cơn đau dữ dội. Xương bây giờ đã liền, cố định vị trí, muốn chữa khỏi thì phải đập gãy núi lại. Dưới tình trạng không có thuốc tê, chuyện này sẽ khiến con người sống mà đau đớn hơn chết đi. Thương Mai nói những tình trạng cơ bản này cho Lương Vương, bảo hắn tự mình lựa chọn. Lương Vương không thèm suy nghĩ, trực tiếp nói, người chỉ lo chữa trị là được. Người không sợ đau sao? Lương Vương nhìn cô, trong thiên hạ có ai không sợ đau? Nhưng, đau là tạm thời, chân là của bản thân, bản Vương hy vọng mình trở thành một người bình thường. Hắn lần nữa nói như thế. Thương Mai ừng một tiếng, từ trong hòm thuốc rút ra túi châm, lấy ra một cây châm dài nhất đã khử trùng, đúng rồi, bệnh kín của ngươi cũng khỏi rồi, tại sao còn muốn để các nàng đi? Những người đó, đều là mẫu hậu làm chủ, mục đích trong đó là vì che đậy khuyết điểm với thiên hạ, bây giờ không có cần thiết che đậy khuyết điểm với thiên hạ nữa. Lương Vương nhàn nhạt nói. Thương Mai gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhiều người như vậy vào phủ, là hoàng hậu vì ngăn ngừa người ngoài suy đoán Lương Vương không thể được. Trong phủ của ngươi rất nhiều tỷ thiếp chết bất đắc kỳ tử, ngươi biết là ai làm không? Thương Mai hỏi. Lương Vương gật đầu, biết. Thái tử sao? Lương Vương trầm mặc một lát, mới đầu, bản Vương cũng tưởng là thái tử, nhưng, sau này biết là mẫu hậu. Nhưng, ta nghe nói danh tiếng của người tệ như thế, đều là thái tử truyền ra. Thương Mai có hơi kinh ngạc, hoàng hậu tại sao phải làm như thế? Ý định của mẫu hậu chỉ là để tạo ra một hiện tượng giả, khiến người ngoài cho rằng tỷ thiếp trong phủ vì tranh sủng mà đấu đá ngươi sống ta chết, nhưng thái tử vì bôi xấu ta đã dùng mọi lời đồn đại mà mẫu hậu đã làm truyền rằng ta bạo lực lạnh lùng là ta đã giết những người này danh tiếng của ta tự nhiên bị hắn phá hỏng phụ hoàng cũng vì thế mà rất chán ghét ta giọng nói của hắn lặng đi mang theo một nỗi buồn khó nói thành lời bởi vì hoàng đế trước đó rất sủng ái hắn phụ hoàng ngươi không biết bệnh kín của ngươi sao thương mai không khỏi tò mò trừ phụ hoàng và mẫu hậu những người khác đều không biết Hoàng tổ mẫu cũng gần 2 năm mới biết. Thương Mai nghĩ đến bệnh của hoàng đế, thần bí như thế, người biết phụ hoàng người bị bệnh gì không? Không biết, Lương Vương ngẩng đầu, người có thể đi hỏi hoàng thúc, hoàng thúc không phải từng đi thăm phụ hoàng hay sao? Thương Mai về sau chưa từng hỏi, bởi vì Mộ Dung Khanh cũng không muốn nói. Điều này ngược lại khiến người ta thấy kỳ lạ, Mộ Dung Khanh đối với y thuật của cô theo lý mà nói thì có lòng tin, nhưng tại sao không để cô đi chữa cho hoàng đế? hoàng thái hậu thậm chí cũng chưa từng nhắc tới mọi người dường như đều giữ kỹ bí mật về bệnh tình của hoàng đế hoàng đế rốt cuộc mắc bệnh gì ngươi cũng không thể vào thăm phụ hoàng của ngươi sao thương mai không nhịn được mà nghe ngóng lương vương lắc đầu không thể trừ phi hoàng tổ mẫu ân chuẩn nếu không ngay cả mẫu hậu cũng không thể vào thương mai biết lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo chữa bệnh cho hoàng đế nguy hiểm trùng trùng cô lùi xa ba thước còn không kịp thật sự không thể lao vào Cô không muốn tiếp tục gây thêm rắc rối gì nữa, bởi vì rắc rối của cô còn có rất nhiều, trong phủ có một vị quý thái phí đợi bắt lỗi của cô. Cô chuyển chủ đề sang cái chân bị tật, tay cầm châm, ta sẽ châm cứu vào huyệt vị trên chân của ngươi, ngươi nhìn thấy cây châm này tương đối thô, hơn nữa cũng tương đối cứng, còn khác với những cây châm mà lúc trước dùng để châm cứu, khi châm cứu có hơi đau, ngươi cố nhịn. Bây giờ châm cứu có tác dụng không? Lương Vương hỏi. Thương Mai nói, chỉ là dùng để kiểm tra thần kinh của ngươi có chịu tổn thương hay không, tình trạng tổn thương có nghiêm trọng hay không, nếu như nghiêm trọng, tương đối khó. Chân của Lương Vương bị thương vào lúc phát triển, hơn nữa bị thương chỉ có luyện tập, cơ thịt không có co cứng, điểm này khiến Thương Mai rất hài lòng. chương 317, Ý tứ của Hoàng hậu Sáng hôm sau, Hoàng hậu truyền Thương Mai vào cung. Thương Mai lần nữa đến tịnh Ninh Cung, thái độ của Hoàng hậu đối với cô có khác, cho mọi người lui hết, chỉ giữ lại một mình Thương Mai nói chuyện riêng. Hiện nay không có người ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện. Hoàng hậu lại nắm lấy tay của Thương Mai, thân thiết nói. Thương Mai nghĩ trong lòng chẳng lẽ Vương Lương đã vào cung nói với bà ta rồi. Nhưng đâu có sớm như thế, hôm qua cô ở lại Lương Vương phủ đến rất muộn mới rời khỏi, Lương Vương rõ ràng cũng chưa có dự định vào cung. "Hoàng hậu, người..." Thương Mai thăm dò nhìn bà ta. "Bản cung đều biết rồi." bệnh kín của toàn đã được ngươi chữa khỏi rồi, có thể thấy, bổn cung trước đây thật sự hiểu lầm ngươi rồi. May ngài của hoàng hậu hiện lên sự vui vẻ. Thương mai khẽ mỉm cười, lương vương nói cho hoàng hậu nương nương rồi sao? Vương phủ tự nhiên có người của bổn cung, đứa trẻ này sẽ không nói, hôm qua vương phủ đuổi hết cả tỷ thiếp đi, ngay cả chắc phi còn viết thư trả tự do, bổn cung biết, nó đã vực dậy tinh thần rồi, điều này khiến bổn cung rất an ủi, cũng bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Lời này trông như tình mẫu thân đong đầy, lọt vào tai của thương mai, lại vô cùng chói tai, vương phủ có người của bà ta. Con trai ruột của mình, vậy mà cũng phái người giám sát, mượn danh nghĩa của tình thương, thật sự khiến người ta buồn nôn. Hoàng hậu vỗ mở u bàn tay của cô nói, lần này bổn cung gọi ngươi vào cung, từ cảm tạ ngươi ra, còn muốn hỏi ngươi, chân của nó còn có thể chữa được không? Phải chữa như nào? Thương Mai nói, hôm qua đã kiểm tra qua, xương của hắn đã dập, muốn chữa khỏi phải đập ra xếp lại xương quá trình sẽ rất đau khổ trên mặt của hoàng hậu có sự thương xót rất đau vậy nó chưa chắc có thể chịu đựng được nếu như không chữa trị nó cũng sẽ không có vấn đề phải không chỉ là chân không tiện mà thôi thương mai nói tôi đã nói quá trình này cho hắn cũng nói rõ nhưng đau khổ trong đó cho hắn hắn nói có thể nhẫn nhịn hoàng hậu thở dài nó có thể tích cực như thế có thể thấy vô cùng tin tưởng vào ngươi rồi trước đây bất cứ ngự ý nào đưa ra phương án chữa trị nó đều không chấp nhận. Hắn chỉ muốn làm người bình thường, thương mai nói. Hoàng hậu nhìn cô, bỗng hỏi, người cảm thấy hắn so với thái tử, ai hơn một bậc. Trái tim của thương mai thoáng lạnh, lời này là có ý gì? Thăm dò cô, muốn từ trong miệng cô biết sự đính của lão thất. Trên mặt thương mai lại vô cùng thản nhiên, cái này đâu có thể so sánh được. Thái tử điện hạ có ưu điểm của thái tử điện hạ. Lương Vương có ưu điểm của Lương Vương. Vậy Vương gia đã từng ở trước mặt của ngươi nói Lương Vương hơn Thái tử chưa? Hoàng hậu lại hỏi trực tiếp. Thương Mai khẽ lắc đầu, Vương gia chưa từng ở trước mặt ta nói những lời này. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, ngươi và bổn cung hiện nay là chị em dâu, đều là người của Hoàng gia rồi, có gì không thể nói thẳng, bổn cung cũng biết trước đây có hơi quá đáng với ngươi, nếu như có gì không vui vẻ, ngươi đừng ghi nhớ trong lòng. Thương Mai có hơi hồ đồ, không biết hoàng hậu tại sao lại nói lời như này ta không có gì không vui cả nương nương suy nghĩ nhiều rồi thương mai vẫn bình thản nói hoàng hậu hài lòng gật đầu vậy thì tốt nếu đã như thế bổn cung nói thẳng vậy thương mai ngẩng đầu nhìn bà ta cuối cùng muốn đi vào vấn đề chính rồi hoàng hậu nhìn cô nghiêm nghị nói bổn cung biết vương gia hiện nay có dự tính phế thái tử nhưng hiện nay hoàng thượng bệnh nặng một khi phế bỏ thái tử sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của nhiều bên, bổn cung không hy vọng lương vương bị cuốn vào trong vòng tranh đấu của việc tranh giành vị trí thái tử, hy vọng ngươi có thể trở về nói với vương gia. Thương Mai hiểu ý tứ trong lời bà ta, cẩn trọng nói: "Nương nương, chuyện phế thái tử này, ta trước chưa từng nghe vương gia nói đến, còn lương vương rất lãnh đạm, không có lòng với hoàng vị, nương nương cứ yên tâm." Nay không so được với trước, nó hiện nay đã là một người khỏe mạnh hơn nữa tự nhận không kém hơn thái tử. Bồn cung thật sự không để tâm ai làm thái tử, đều là con trai của bồn cung, không phải sao. Chỉ là, không hy vọng huynh đệ bọn chúng tương tàn, hoặc để người ngoài có cơ hội chen vào, thương mai, ngươi là người thông minh, sẽ hiểu ý của bồn cung, cho nên, bổn cung hy vọng ngươi có thể nói với toàn, không nắm chắc sẽ chữa được cái chân bị tật của nó, bảo nó từ bỏ. Trong lòng thương mai bỗng trở nên phức tạp, Cô gần như lập tức đoán được nguyên nhân hoàng hậu tuyên triệu cô vào cung. Bệnh kín của Lương Vương chữa khỏi rồi, nếu như còn chữa khỏi cái chân bị tật, bà cho rằng Lương Vương sẽ nhòm ngó hoàng vị, hoàng hậu rất rõ tư chất và bản tính của Lương Vương tốt hơn thái tử, hơn nữa lại là con trưởng, trước đó bởi vì bệnh kín và chân bị tật, bản thân hắn từ bỏ bản thân, không có lòng tranh đoạt vị trí thái tử, nhưng khi hắn khỏi hẳn, liệu còn lãnh đạm như trước đây nữa không? Chưa chắc. Nói cách khác, chính là người làm mẫu thân như hoàng hậu cũng chưa từng tin con trai của mình chỉ là hoàng hậu trước đó rất mong có thể chữa khỏi chân và bệnh kín của hắn tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý thương mai cảm thấy trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó cô ngoảnh đầu đi lại vô tình nhìn thấy dưới bình phong có một đôi ủng có người ở đây cô lập tức đưa ánh sáng sang chỗ khác sợ bị hoàng hậu phát hiện cũng tức là những điều hoàng hậu nói với cô ngày hôm nay là có người giật dây là ai giật dây chắc là thái phó hoàng hậu chỉ nghe lời của thái phó hơn nữa đôi ủng đó trông rất sang trọng thương mai cảm thấy trong lòng tràn ngập lửa giận điều này đối với lương vương mà nói quá không công bằng nhưng cô không có biểu hiện sự tức giận của mình chỉ nhàn nhạt ra nương nương ta là thẩm thẩm của lương vương hơn nữa lại là đại phu chữa trị chính của lương vương ta không thể nói với hắn chân của hắn không chữa được bởi vì ta biết rõ có thể chữa trị được hoàng hậu nhàn nhạt, nhạt nói bổn cung còn tưởng ngươi là người thông minh ai ngờ ngươi cũng ngu xuẩn như thế thương mai kiên nhẫn nói hoàng hậu nương nương chân của lương vương có thể chữa khỏi chính bản thân hắn cũng sẵn sàng chịu đau đớn để chữa trị hắn tha thiết hy vọng khỏi hẳn hắn khát vọng giống như mọi người là mẫu thân người nên ủng hộ hắn chứ không phải lo lắng cũng điều chưa chắc xảy ra hoàng hậu nhìn cô ngươi hiểu tâm tư làm mẫu thân không ngươi không hiểu ngươi không phải mẫu thân người cho rằng bổn cung không hy vọng nó khỏe lên sao bệnh tật của nó khiến bổn cung lo lắng nhiều năm bổn cung nằm mơ cũng hy vọng nó có thể sống như người bình thường nhưng chân của nó một khi khỏi giá bổn cung bỏ ra có khả năng chính là mất đi một đứa con trai người nếu là bổn cung người sẽ lựa chọn như thế nào thương mai nói ta cảm thấy hoàng hậu nương nương là người lo lắng quá rồi lương vương điện hạ đối với vị trí thái tử không hề có lòng tham người có thể bảo đảm Hoàng hậu châm chọc nói, không, ai cũng không thể bảo đảm được, chỉ sợ ngay cả bản thân nó cũng không thể bảo đảm, như lời bổn cung nói vừa rồi, nó trước đây không dám nghĩ, là vì người nó có khiếm khuyết, nhưng hiện nay bệnh kín của nó đã khỏi rồi, một khi chữa khỏi cái chân bị tật, nó sẽ xuất sắc hơn thái tử, đến lúc đó, nó sẽ không muốn sao. Con người đều có dã tâm, ngay cả hạ thương mai ngươi, lẽ nào không có vấn lòng muốn với với vị trí cao nhất. Thương mai nhìn bà ta, sự tức giận trong lòng ngược lại biến mất rồi, hoàng hậu hoặc có thể cố thử hiểu lương vương, người dù sao đều luôn phái người giám sát hắn, không bằng hãy hiểu lấy tính cách của hắn. Hơn nữa, ta cho rằng lương vương nếu như có lòng muốn tranh đoạt vị trí thái tử, cho dù chân của hắn không có chữa khỏi, đều không ảnh hưởng, hắn đã có thể sinh con nối dõi. Thương Mai khựng một lát, lại nói ám chỉ, hoàng hậu nương nương cũng rất thông minh, chắc biết cái gì gọi là uy hiếp, đều chỉ là bản thân lo nghĩ nhiều hoặc ai đó có tâm tư khác bày ra, lương vương quả thật dễ khống chế như thái tử. Nói xong, cô cúi người, thương mai cáo lui. chương 318, Thúy Ngọc trở lại. Hoàng hậu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, đáy lòng bỗng giật mình. Lời của hạ thương mai có đạo lý, nhưng, sẽ sao? Đó là phụ thân của bà ta, người bà ta tin tưởng ỷ lại nhất. Sau khi thương mai đi rồi, sau bình phong vụt qua một người, Thương Mai không có đoán sai, ông ta chính là Lương Thái Phó. Phụ thân, Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn ông ta, nàng ta nói đúng, có lẽ, toàn không có dã tâm này, nếu như chúng ta vì kiêng kỵ mà bỏ lỡ cơ hội chữa trị, quả thật không công bằng với nó. Lương Thái Phó rất thất vọng nhìn bà ta, con thân là Hoàng hậu, lại dễ dàng bị người ta làm dao động tâm tư như thế, thật sự khiến Vi Phu thất vọng, có điều cũng khó trách, hạ thương mai giỏi nhất chính là mê hoặc lòng người, Chẳng qua chỉ vài câu thì nàng ta đã khiến con thay đổi chủ ý, Mộ Dung Khanh có được sự tương trợ của cô, như hổ thêm cánh. Hoàng hậu có hơi do dự, mắc kẹt trong đó, bà ta đã khó phân rõ ai sai ai đúng rồi. Lương Thái phó tiếp tục nói, toàn và Mộ Dung Khanh qua lại thân thiết, nếu như toàn được phong làm thái tử, người nắm quyền cuối cùng là ai? Còn không phải là Mộ Dung Khanh, hơn nữa hai đứa con trai của con một khi tranh đoạt, hai hổ tương tranh ắt có một chết con thật sự muốn nhìn thấy cục diện này sao? Điều hoàng hậu sợ nhất chính là như thế, thái tử cũng được, lương vương cũng được, đều do bà ta sinh ra, bất cứ ai xảy ra chuyện bà ta đều không mong muốn. Lương thái phó nhìn sắc mặt của bà ta, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ con cũng đồng tình với lời của hạ thương mai, cho rằng vi phi có dị tâm khác. Toàn và thái tử đều là cháu ngoại của ta, bọn họ ai làm hoàng đế, đối với nhà chúng ta đều giống nhau. Hoàng hậu ngây ra, bà ta có khoảnh khắc từng nghĩ đến vấn đề này quả thật như hạ thương mai nói thái tử sẽ dễ khống chế hơn toàn toàn đều luôn không thân với ngoại tổ phụ để bổn cung suy nghĩ thêm hoàng hậu nói lương thái phó khẽ lắc đầu thất vọng nói con từ từ nghĩ đi một khi chân của toàn khỏi thì con đợi xem huynh đệ bọn họ đánh nhau đi nói xong phất tay áo rời khỏi trong lòng hoàng hậu phiền muộn mà khẩn trương chuyện này đối với bà ta mà nói là một vấn đề chết Thương Mai về đến phủ Bèn nói lại những lời hoàng hậu nói với cô cho Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh nghe rồi chỉ cười lạnh, thật sự là điên rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi gì đó. Thương Mai lo lắng nói, người cảm thấy lương thái phó liệu có hạ thủ với lương vương không? Nếu như ta kiên trì chữa trị thì sao? Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lát, nếu như toàn xảy ra chuyện vào lúc này, hoàng hậu nhất định sẽ nghĩ là ông ta làm, ông ta còn cần sự ủng hộ của hoàng hậu, sẽ không nóng vội hạ thủ. Hắn nhìn cô, có hơi muốn nói rồi lại dừng, sẽ không hạ thủ với Toàn, nhưng không loại trừ sẽ hạ thủ với đại phu như nàng, bởi vì trong kinh người có thể chữa khỏi cái chân bị tật của Toàn, chỉ có cô. Thật ra khi Thương Mai hỏi đã nghĩ đến điều mộ Dung khanh nghĩ, sợ hắn lo lắng mới không hỏi. Cô phiền não nói, "Hoàng hậu sao lại ngây thơ như thế? Lương Vương nếu như muốn tranh đoạt vị trí thái tử, cho dù chân không chữa khỏi, cũng vẫn có thể tranh đoạt." Mộ Dung Khanh lắc đầu, bởi vì một thái tử thân thể kiện toàn và một thái tử thân thể khuyết thiếu, ai cũng sẽ chọn một thái tử thân thể kiện toàn, cộng thêm danh tiếng của toàn quá tệ, muốn tẩy sạch nước bẩn trên người anh ta, không phải là chuyện một ngày hai ngày, trừ phi cái chân bị tật của nó khỏi, có thể đi lập chiến công, bọn họ cho rằng có bản vương và Tiêu Kiêu ở đó, toàn muốn lập chiến công là chuyện dễ dàng. Thương Mai không nghĩ đến điểm này, nếu như là như thế, Lương Thái phó quả thật lo lắng cho Lương Vương, bởi vì võ công của hắn không tệ, hôm đó từng thấy hắn thi triển thân thủ, nếu như chân của hắn linh hoạt, ở xa trường lịch luyện 2 năm, thật sự sẽ trở thành mối uy hiếp lớn của thái tử. Hiện nay chỉ hy vọng hoàng hậu đừng dao động, nếu không, bà ta một khi xen vào, cái chân này thật sự không thể chữa trị. Mộ Dung Khanh nói, ngày mai bắt đầu, điều tiểu đao về bên cạnh nàng, Quế Viên cũng cùng vào phủ, còn bên phía mẫu thân nàng, nhị ca đã sắp xếp nhân thủ, chỉ lập hiện nay đang trong thời gian huấn luyện, bản vương kêu hắn sớm một chút cho người đi. Cũng được, thương mai biết hắn lo lắng cho mình, bèn đồng ý. Cô vốn dĩ định để tiểu đao ở bên cạnh mẫu thân lâu hơn, hiện nay bên cạnh cô không có người quen thuộc, cũng không quá tốt. Ngày hôm sau thương mai về đến thính Vũ Hiên, lại nhìn thấy Ngọc Thúy cô cô đứng ở ngoài cửa, do dự không dám đi vào. Nhìn thấy thương mai, bà ta kinh ngạc, vội vàng muốn quỳ. Thương Mai nói, Thúy Ngọc cô cô, khoan đã. Thúy Ngọc cô cô ngoảnh đầu, rõ ràng có hơi sợ, nhưng sau đó quỳ xuống, nô tỳ cảm tạ đại tiểu thư. Cảm tạ ta cái gì? Thương mai xứng người, cô không biết Thúy Ngọc cô cô người ta cũng bị lây nhiễm bệnh thây ma rồi. Nếu không phải đại tiểu thư nghiên cứu ra được phương thuốc, người nhà của nô tỳ cũng không thể sống tiếp. Ngọc Thúy cô cô nói. Thì ra là chuyện này, ta không phải vì ngươi mà làm, đứng lên đi. Thương Mai nhàn nhạt nói. Thúy Ngọc cô cô đứng lên, giống như sợ thương mai hiểu lầm bà ta đến là có đích ý, bèn vội nói nô tỳ chỉ là muốn đến dập đầu thỉnh tội với quận chủ, sau khi thỉnh tội, nô tỳ phải đi nơi khác rồi. người muốn rời khỏi kinh thành, đi đâu? tiểu khuyên hỏi. đi ra ngoài làm công, nô tỳ bán đứng lão phu nhân, danh tiếng ở trong kinh đã nát rồi, cũng không tìm được việc gì làm. thúy ngọc cô cô tự diếu, thương mai mới nhớ tô thanh từng nói thúy ngọc cũng đến hình bộ cung cấp chứng cứ cái gọi là phản bội thật sự cũng là ép đến đường cùng rồi. Nếu không, tình nghĩ chủ tớ mười mấy năm, không chỉ như thế. Thương Mai nói, người cũng không cần thiết đến thỉnh tội với mẫu thân, đi thôi. Thúy Ngọc Hổ thẹn nói, không, nô tỳ nếu không đến dập đầu, trong lòng bất an, những năm này, nô tỳ đã làm không ít chuyện tổn hại huyện chúa và đại tiểu thư. Thương Mai thấy bà ta có vẻ hối hận, bèn nói, nếu đã như thế, ngươi vào trong đi cảm ơn đại tiểu thư thúy ngọc cô cô cảm kích nói thương mai dẫn bà ta đến căn nhà gỗ liên thúy ngữ không ở đây hỏi đao lão đại mới biết bà ta ở nhã thất sao lại đến chỗ đó thương mai nhíu mày hỏi đao lão đại bất lực nói trần nguyệt nhung đó cứ gào muốn gặp huyện chúa huyện chúa vốn không muốn để ý bà ta lần này không phải gào thật sự hơi quá huyệt chủ bèn đi một chuyến thương mai cảm thấy liên thúy ngữ đã mềm lòng cuối cùng cũng phải nói đang muốn vào tìm bà ta, lại thấy bà ta đi ra rồi. Mẫu thân, người đi gặp bà ta làm cái gì? Thương Mai đi tới hỏi. Liên Thúy ngữ dây chán, thậm chí phiền não nói, bà ta nói muốn gặp Lâm Lâm. Mẫu thân nói với bà ta, Lâm Lâm đã chết rồi, bà ta không tin, còn nói Lâm Lâm là vị Mai Phi nương nương giấu đi mà thôi. Bảo ta đi tìm Mai Phi nương nương, nếu như có thể gặp Lâm Lâm, bà ta cam nguyện tự vấn. Mẫu thân không cần để ý bà ta, thương Mai nói ta không muốn để ý bà ta, chỉ là bà ta luôn gọi tên của Lâm Lâm. Cô ngẩng đầu, nhìn Thúy Ngọc đứng ở một bên, Thúy Ngọc cô cô. Thúy Ngọc quỳ xuống, bèn dập đầu với Liên Thúy Ngữ, huyện chúa, nô tỳ đến thỉnh tội. Liên Ngữ Thúy nói, đứng lên đi, không có tội gì để thỉnh cả, bên cạnh lão phu nhân nhiều người như thế, người cũng coi như đối xử với hai mẹ con ta không tệ rồi. Cái gọi là không tệ, chỉ là không có gây khó dễ một cách ác độc, đương nhiên, cũng có thiết kế hãm hại các kiểu. Thúy Ngọc cô cô dường như không ngờ liên Thúy Ngữ lại rộng lượng tha thứ cho bà ta như thế, nước mắt rơi xuống, dập đầu mấy cái, nô tỳ vô cùng hối hận, trải qua lần này, nô tỳ cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nhân quả báo ứng rồi. Liên Thúy Ngữ rõ ràng không quen bị người ta quỷ bái như thế, bèn thấy tiểu khuyên kéo bà ta đứng dậy, trong miệng hỏi, ngươi có dự tính gì? chương 319, Loan Loan tuyệt thực, Thúy Ngọc có chút mờ mịt, nô tỳ cũng không biết, đến châu phủ gần đây xem thử vậy. Đã hầu hạ lão phu nhân hơn nửa đời người, bà ta thật sự không biết đi đâu. Người cần gì phải đi khắp nơi, ở trong nhà không phải là tốt rồi sao, mấy năm nay người hẳn là cũng có không ít tiền tích cóp. Liên Thúy Ngữ nói, Thúy Ngọc cô cô buồn bã cười, Điệt Nhi đều đã lập gia đình, ai bằng lòng thu nhận nô tỳ chứ. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, cũng không giữ lại cái gì, đều cho chúng nó mua nhà cưới vợ sinh con cả rồi. Tiền của ngươi đều đã cho chúng nó cả, chúng nó còn không bằng lòng nuôi ngươi." Liên Thúy Ngữ không hiểu mà hỏi. "Thật ra cũng không thể nói là không bằng lòng, chỉ là nô tỳ có tay có chân, ngày đó cho chúng nó tiền, cũng không định muốn chúng báo đáp, bây giờ lâm vào cảnh khó khăn sao có thể trở về kêu chúng nó nuôi. Chúng nó sống cũng không dễ dàng gì." Liên Thúy Ngữ suy nghĩ một chút, như vậy đi dù sao chỗ này của ta cũng thiếu một người hiểu biết nhiều nếu như ngươi bằng lòng thì ở lại chỗ này đi thương mai ngẩn ra lập tức kéo tay của liên thúy ngữ nói mẫu thân con nói mấy câu với mẫu thân cô kéo liên thúy ngữ vào nhà gỗ thể hiện rõ thái độ mẫu thân nếu như mẫu thân thiếu người con có thể kêu tiểu khuyên quay về hầu hạ mẫu thân nhưng mà con không đồng ý tiếp tục thu nhận bà ta con cảm thấy bà ta sẽ phản bội mẫu thân hay là sẽ hại mẫu thân liên thúy ngữ hỏi thương mai nói con không biết nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn mẫu thân biết con lo lắng cái gì nhưng mà không cần phải lo lắng thúy ngọc người này mẫu thân hiểu rất rõ bà ta không giống với lam ngọc tuy rằng trước kia cũng từng làm khó mẫu thân nhưng mà cũng từng thủ hạ lưu tình với mẫu thân trải qua lần này con có ân cứu mạng với người nhà của bà ta bà ta hẳn là sẽ quý trọng cơ hội này tướng phủ đã sụp đổ bà ta còn có thể như thế nào nữa thương mai nói không quan tâm là như thế nào Bây giờ muốn dùng người cũng không phải là không có người để dùng, không cần phải dùng người bên cạnh lão phu nhân. Không sao đâu, yên tâm đi." Liên Thúy Ngữ vỗ tay của cô nói. Thương Mai thấy bà ta khăng khăng như vậy, cũng không có cách nào, chỉ hy vọng Thúy Ngọc sau khi trải qua toàn bộ lần này sẽ không còn tâm tư xấu xa gì. Thúy Ngọc cô cô nghe thấy Thương Mai cũng không phản đối bà ta ở lại, lập tức liền quỳ xuống dập đầu. Trên mặt vậy mà là nước mắt hối hận, nô tỳ khấu tạ đại ơn đại đức của viện chúa và đại tiểu thư. Thương Mai nhìn bà ta, Thúy Ngọc cô cô, tôi không phải là rất đồng ý cho bà ở lại, nhưng mà Mẫu thân lại kiên quyết, Mẫu thân nói bà không giống với Lam Ngọc, bà sẽ không hại Mẫu thân, hy vọng bà sẽ không phụ phần tin tưởng này của Mẫu thân đối với bà. Thúy Ngọc cô cô rơi nước mắt nói, đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không làm hại huyện chúa, nếu không phải huyện chúa thu nhận, nô tỳ thật ra cũng không biết nên đi đâu nô tỳ sẽ thật trân trọng cơ hội mà huyện chúa ban cho. Thương Mai nói, hy vọng là như vậy. Buổi trưa người của An Thân Vương đến, tổng cộng có 13 người đến, hai người tỷ nữ, còn lại đều là thị vệ, nhìn động tác liền biết mỗi người đều là người luyện võ, liền ngay cả tỷ nữ cũng không đơn giản. Nhưng mà An Thân Vương cùng đến lại không vào mà đợi ở trên xe ngựa ở cổng phủ. Thương Mai đi ra vén rèm lên, vương ra không đi vào sao. An thân vương hôm nay mặc một bộ áo choàng màu xanh, đầu buộc khăn lông trắng, nhiều thêm vài phần nho nhã, ông ta khẽ cười nói, không, lúc nên vào, bổn vương sẽ vào. Bạn bè gặp mặt, nói chuyện một chút, không phải không được. Thương Mai cảm thấy ông ta có hơi giữ lễ quá. An thân vương lắc đầu, giữa bạn bè, gặp mặt nói chuyện là chuyện có thể làm, nhưng mà bổn vương và nàng ấy không phải là bạn, cũng không bằng lòng chỉ là bạn, cho nên, bổn vương muốn đợi nàng ấy chuẩn bị xong mới đi gặp nàng ấy. Vậy ngài muốn đợi đến bao giờ? Thương Mai cảm thấy còn không bằng mạnh dạn đi theo đuổi, đương nhiên, suy nghĩ mà cô dùng là lối suy nghĩ của người hiện đại. Bổn vương sẽ biết, an thân vương trong lòng đã có dự tính mà nói. Thương Mai nghe ông ta nói như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa, được rồi, nếu đã như vậy, ta liền thay mẫu thân cảm ơn vương ra. An thân vương giơ tay đè một cái, ngươi không cần cảm ơn bổn vương, bổn vương làm vì người phụ nữ của mình, bất kỳ ai cũng không cần nói cảm ơn. Nghe thấy lời trả lời khách sáo như vậy, thương mai coi như là an tâm, không người, vương ra đợi ở đây đi. Sau khi thương mai rời khỏi thính vũ hiên liền đến lương vương phủ. Nhưng lại được cho biết rằng lương vương đã bị hoàng hậu triệu gấp vào cung. Trong lòng của thương mai lột bột một tiếng, chẳng lẽ hoàng hậu định kêu lương vương từ bỏ điều trị. Nghĩ như vậy, cô nói với hạ nhân trong phủ ta ở đây đợi ngài ấy trở về đúng lúc tô thanh cũng đến tìm lương vương nghe thấy lương vương vào cung hắn ta cười hay là hoàng hậu nương nương thấy hắn đuổi đi hết nữ nhân trong phủ lại muốn tìm thêm một tốp cho hắn bọn người tô thanh và tiêu thác đều không biết bệnh thầm kín của lương vương tự nhiên cũng không biết hoàng hậu tìm một nhóm lớn nữ nhân vào trong phủ như vậy là vì để che đậy tai mắt của người khác thương mai nhớ đến ý nhi mà trước kia họ từng nói qua liền hỏi có phải lương vương có ý trung nhân rồi không có phải là nữ nhân tên là ý nhi đó là ý nhi nhưng mà thích cũng không có tác dụng gì hắn ta vẫn luôn không nói ra ý nhi cũng không biết đã gả cho người khác chưa tô thanh nói ngươi nói cho ta một chút về ý nhi đi thương mai nói tô thanh ngồi xuống cũng không có gì đáng nói cả coi như là thích hoàng hậu nương nương cũng sẽ nhất định không cho phép hắn ta cưới ý nhi tại sao vậy thương mai vô cùng kinh ngạc hoàng hậu nương nương sao có thể bằng lòng cho phép lương vương cưới một nữ tử bình dân. Còn là một nữ tử Tây Lương chứ? Nữ tử Tây Nam, ý nhi là nữ tử Tây Nam, thương mai sừng sốt. Đúng vậy, Tây Nam Quốc cũng không phải là Nam Quốc mà Nam Hoài Vương ở. Tây Nam Quốc là một quốc gia thảo nguyên, mấy năm nay cũng nổi lên rất nhanh, có chút giống với nước Mông Cổ mà thương mai biết rõ. Nếu như là nữ tử ngoại cương, lại là thường dân, hoàng hậu nương nương sợ là chắc chắn sẽ không đồng ý trái lại đáng tiếc cho một tấm tình thâm của lương vương họ là như thế nào quen biết vậy thương mai hỏi quá trình cụ thể ta cũng không rõ nhưng mà nghe nói ý nhi từng cứu lương vương một mạng có điều là nàng dường như cũng không biết thân phận của lương vương như vậy sao thương mai hỏi vậy ngoài mấy cái này người còn biết cái gì hết biết rồi người muốn biết chuyện của người khác như thế làm gì dãnh như vậy còn không bằng khuyên nhủ loan loan nàng vì tiêu thác cũng sắp chết rồi Tô Thanh than thở nói. Thương Mai giật mình, mới nhớ ra đã rất lâu rồi không nhìn thấy Loan Loan, từ trước khi cô bắt đầu điều trị cho Lương Vương đã không nhìn thấy nàng rồi. Nàng làm sao vậy? Thương Mai liền hỏi. Nàng tháng sau đã 19 tuổi, bà nội của nàng sắp xếp hôn sự cho nàng, nàng bất luận thế nào cũng không đồng ý gả, bây giờ đang ở trong phủ tuyệt thực đó. Tô Thanh nói. Khó trách, tên ngốc tiêu thác đó đâu? Người nói với hắn tình huống của Loan Loan chưa? Tô Thanh tức giận nói, sao mà chưa nói. Nhưng mà hắn nói không muốn thành thân cũng không thích loan loan. Thương Mai không ngờ rằng tiêu thác phản ứng như vậy, không khỏi thất vọng, nhưng mà cũng hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu tiêu thác thật sự không thích loan loan, lại ép hắn cưới loan loan cũng không công bằng với hắn. Chỉ là, chuyện mà cô nghi hoặc là không có ai nói với lão thái quân cái gọi là đại hạn đó là chuyện vô căn cứ sao. Hai, thôi bỏ đi, lời này vẫn là đừng nói quá chắc chắn, từ lúc nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, lại nhớ đến chuyện mình xuyên không, có chuyện nào không phải là chuyện vô căn cứ chứ. chương 320, Người Mẫu Thân Tốt Thương Mai nghĩ Lương Vương không về sớm như vậy liền nói với Tô Thanh, không bằng, người đi thăm loan loan với ta đi. Tô Thanh nói, ta đi rồi, bị Lão Thái Quân đuổi ra, người cũng không gặp được đâu, Lão Thái Quân bây giờ không quan tâm nhiều như vậy, dù có chói cũng phải chói nàng lên kiệu hoa, Thương Mai không ngờ rằng sự việc đã nghiêm trọng đến mức này, cô cũng bó tay, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ phải gả loan loan cho một người mà nàng không thích sao? Tô Thanh nói, người có cách gì? Tên khốn Tiêu Thác đó thì đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hai người đang sầu lo thì thấy Lương Vương khập khỉnh đi vào. Hắn ta nhìn thấy Thương Mai và Tô Thanh đều có mặt liền tươi cười, đều đến rồi à? Thương Mai nói, đúng vậy, đã đợi ngươi nửa ngày rồi. Lương vương ngồi xuống, vẫn tươi cười như cũ, bổn vương đã vào cung. Ừm, um, ta biết, vừa nãy người trong phủ của ngươi đã nói với ta rồi. Thương Mai nhìn hắn, cảm thấy nụ cười của hắn có hơi kỳ lạ, rất là miễn cưỡng. Đúng vậy, Lương Vương thở phảo nhẹ nhóm, sau đó ngẩng đầu nhìn Thương Mai, ngươi ở đây thì tốt rồi, bổn vương đúng lúc muốn nói chuyện với ngươi, sau này ngươi không cần đến chữa chân cho bổn vương nữa. Thương Mai ngơ ngác nhìn hắn ta, tại sao? Lương vương cười, như vậy không phải rất tốt sao? Đã quen rồi, đột nhiên làm cho bổn vương có thể đi đứng giống người bình thường, bổn vương còn không quen đâu. Hơn nữa, người cũng nói chữa trị đều là đập gãy xương sau đó nối lại, nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy đau, bổn vương là người không thể chịu đau, vẫn là không cần trị vẫn hơn. Tô Thanh kỳ lạ mà nói, người còn sợ đau, trước kia người chúng tên cũng không rên một tiếng mà. Thương Mai nhìn hắn, hắn bỏ đi nụ cười miễn cưỡng, cố hết sức tươi vui, nhưng mà phần đau khổ nơi đáy mắt đó dù cười cũng không thể che giấu nổi cô hiểu rõ hoàng hậu truyền triệu hắn vào cung là kêu hắn từ bỏ trong đầu của thương mai dâng lên cơn giận hoàng hậu sao có thể làm như vậy chuyện này đã khiến hắn chịu nỗi thất vọng và đau thương lớn tới chừng nào về phương diện đau đớn ta có thể nghĩ cách chỉ cần ngươi bằng lòng thương mai nhìn hắn ta nói lương vương khoát tay khỏi đi như vậy rất tốt rồi, đúng rồi, bổn vương sắp thành thân rồi. Hắn cười, đắc ý mà nhìn Tô Thanh, bổn vương cuối cùng cũng thành thân trước ngươi. Tô Thanh ngạc nhiên hỏi, ngươi lấy nữ tử của nhà ai? Đại tiểu thư lâm gia là vị trước kia định gả cho tướng gia Lương vương nói, thương mai gần như ngay cả bàn cũng hất lên, cô cười lạnh, ngươi đồng ý rồi. Hắn đuổi hết người trong phủ đi, chuẩn bị hết tất cả để đợi nữ tử mà hắn yêu, lại được cho biết phải lấy một người không thích. Tại sao lại không đồng ý? Lương Vương kỳ lạ mà nhìn cô, đại tiểu thư lâm ra không tệ, diện mạo rất đẹp, xuất thân tốt, điều quan trọng nhất là, đại tiểu thư lâm ra không có huynh đệ. Không có con trai, ngoại thích không nhiều, nối dỗi không ngừng, cưới đại tiểu thư lâm ra, sau này sẽ không có uy hiếp gì. Đương nhiên, điều càng quan trọng hơn là, chức vị của lâm đại nhân không cao, gần như là không có giá trị lợi dụng vậy còn ý nhi ý nhi làm sao đây ngươi thật sự muốn từ bỏ sao thương mai chất vấn lương vương kỳ lạ nhìn cô người biết ý nhi ý nhi là một cô nương tốt nàng có lẽ đã sớm thành thân rồi hơn nữa bổn vương tuy rằng từng thích nàng nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy nàng nàng dù sao cũng là nữ tử tây nam xuất thân thấp kém không xứng với bổn vương hắn vươn tay rót một cốc trà thương mai nhìn thấy đầu ngón tay cầm cốc trà của hắn đều khẽ run rẩy hắn đau lòng, lại phẫn nộ, nhưng lại không thể không giả bộ thành bộ dạng khốn nạn này để an ủi người thật sự quan tâm hắn. Tô Thành cũng đã nhìn ra điều bất thường, Lương Vương, người có thể từ chối, người rất thích ý nhi, hơn nữa, ý nhi chưa hẳn đã thành thân, sao không đi tìm nàng. Không tìm, có cái gì đáng để tìm chứ, loại nữ tử bình dân đó chỉ là người dùng để tiêu khiển, sau khi tiêu khiển xong thì vứt đi giống như rác vậy. Hắn há to miệng uống hết một cốc trà, được rồi, các ngươi về hết đi, Bổn vương còn có việc." Nói xong liền đi ra ngoài. Thương Mai nhanh chóng đứng dậy cản hắn lại, "Ta biết hoàng hậu nương nương là sợ người uy hiếp thái tử, cho nên kêu ngươi từ bỏ chữa trị chân của ngươi, thậm chí còn sắp xếp cho ngươi mối hôn sự này, ngươi có thể chống lại, ngươi không cần phải nghe bà ta." Lương Vương nhìn cô, cười nhạo một tiếng, "Xem ngươi nói cái gì kìa. Mẫu hậu sao có thể đối xử với ta như vậy? Là tự ta từ bỏ không chữa trị, hơn nữa Ta từng gặp qua đại tiểu thư Lâm gia, thật sự không tệ, là ta quyết định lấy nàng ấy. Được rồi, đừng tùy tiện suy đoán nữa, về đi, đợi uống rượu hỉ của bổn vương đi. Lương Vương, được rồi, đi đi, đừng cản trở bổn vương, chút nữa bổn vương còn hẹn tiểu thư Lâm gia đi ngắm hoa của mẫu thân nàng nữa. Nói xong đẩy Tô Thanh và Thương Mai. Thương Mai và Tô Thanh nhìn nhau một cái, chỉ đành tạm thời rời khỏi. Lương Vương thấy họ đi rồi, sau đó chậm rãi ngồi lên thềm đá gõ nhẹ lên chân của mình cười nói đây không phải rất tốt sao sắp thành thân rồi nụ cười của hắn từ từ biến thành khối đá cứng đờ a à toàn bệnh của con có thể trị khỏi mẫu hậu thật sự rất vui mừng vui tới nỗi không nói thành lời mẫu hậu không còn tiếc nuối nữa có thể nhìn thấy con sống như người bình thường thật sự là không còn gì tiếc nuối nữa mẫu hậu rất hy vọng có thể nhìn thấy chân của con khỏe lại giống như tất cả người bình thường không lại bị người cười nhạo nữa. Nhưng mà, một khi con khỏi rồi, con có từng nghĩ tới chưa, những tên có dã tâm sẽ chia rẽ huynh đệ các con, con liền trở thành hung khí của người khác, hung khí làm hại đệ đệ của con, con thật sự bằng lòng lòng như vậy sao? Đệ đệ của con tuy rằng không có tiền đồ gì, nhưng mà bản tính thuần lương, cực kỳ quan tâm chăm sóc con, con cũng không đành lòng nhìn thấy nó bị tước mất vị trí thái tử đúng không? Con xuất sắc hơn nó nhiều. Mẫu hậu đã sắp xếp một mối hôn sự cho con, là một nữ tử hiền lương thuộc đức, là lâm đại tiểu thư cháu gái của lâm thị lang, trước kia tướng ra cũng là cực kỳ khen ngợi nàng, nhất định sẽ trở thành hiền thê của con, cũng sẽ không ghét bỏ khiếm khuyết của con. Nếu như con không đồng ý, mẫu hậu cũng không thể ép con, đúng rồi, vị ý nhi cô nương đó vẫn ở trong kinh đúng không? Nữ tử thấp kém cũng vọng tưởng trở thành vương phi, quả thật là nằm mơ giữa ban ngày, yên tâm, mẫu hậu sẽ giải quyết nàng ta thay con. Hắn nghe thấy âm thanh quỳ xuống thanh thúy của mình, Mẫu Hậu, Nhi thần sợ đau, không thể chịu đựng đau đớn của việc gãy xương rồi liền lại, chuyện này, Nhi thần sẽ tự mình nói với Hoàng Thẩm Thẩm. Còn về phần cưới vợ, đây là giấc mộng mà Nhi thần luôn ao ước, khấu tả sắp xếp của Mẫu Hậu. Còn về Ý Nhi, Nhi thần đã lâu không gặp nàng, Mẫu Hậu không cần đi tìm nàng. A à Kim, lấy rượu lại đây, bổn vương có hỷ sự, cần chúc mừng một chút. Lương Vương ngẩng đầu lên, gào to hắn đỡ cột đứng dậy, cười lạnh, mẫu hậu à, thật ra người rõ ràng biết rằng là nó đẩy con, là nó trăm phương ngàn kế hại con bị thương, hại con thành phế nhân, bản tính thuần lương. Bà ta vẫn luôn biết, nhiều năm như vậy, ngay cả khi hắn đã trở thành phế nhân, hắn ta cũng không bỏ qua cho hắn. Tất cả những chuyện này, bà ta đều biết cả. Bà ta cũng biết chuyện của ý nhi, bà ta biết, đó là nữ tử duy nhất từng cho hắn một chút ấm áp ở nơi trần thế, bà ta dùng ý nhi để uy hiếp hắn, thật là mẫu thân tốt. chương 321, Vương Gia phẫn nộ. Sau khi Thương Mai rời khỏi Vương Phủ thì không có chút phương pháp nào. Tô Thành cũng dần phát hiện có vấn đề. Nếu hắn muốn lấy tiểu thư lâm ra thì thật là có quỷ. Tô Thanh lạnh lùng nói. Hẳn là hoàng hậu ép, nhưng với lương vương mà ta biết thì hẳn sẽ không dễ dàng bị bảy bố thương mai bỗng nhớ tới một vấn đề, hoàng hậu biết ý nhi sao. Ta không biết bà ta có biết hay không. Tô Thanh nói, cảm thấy lời này của mình có chút gượng ép hẳn là hoàng hậu không biết đi thương mai cứ cảm thấy chuyện xảy ra quá kỳ quái lương vương chỉ nhập cung một lần ra ngoài liên từ bỏ việc chữa trị còn nói muốn lấy tiểu thư lâm ra cô bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình nhập cung lúc đó lão thất cũng có mặt nghe cuộc nói chuyện của họ giống như lão thất có quyền lực can dự vào chuyện hôn sự của lương vương nghĩ tới đây cô quên mất loan loan lập tức bèn dặn dò đao lão đại hồi phủ về tới phủ vừa khéo mộ dung khanh vẫn còn ở nhà. Cô kêu Tô Thanh vào rồi đóng cửa lại, hỏi mộ dung khanh, chuyện hôn sự của Lương Vương có phải chàng có thể làm chủ không? Mộ dung khanh gật đầu, phải, hai người sao vậy? Quá lỗ mãng. Thương Mai thở vào một hơi, hắn nói không chữa trị chân nữa, còn muốn lấy tiểu thư lâm ra. Tiểu thư lâm ra, tiểu thư lâm ra nào? Mộ dung khanh cao mày, bổn vương không biết chuyện này chính là tiểu thư lâm ra trước đây hạ hòe quân muốn lấy thương mai nói hắn tức giận hoang đường là thật tự hắn quay về nói tô thanh cũng nói mộ dung khanh ngồi xuống nhìn thương mai nàng từ từ nói xem rốt cuộc là chuyện gì thương mai bèn nói chuyện cô tới lương vương phủ chờ cả nửa ngày sau đó lương vương từ cung ra bèn nói từ bỏ việc chữa trị và muốn lấy tiểu thư lâm ra mộ dung khanh ngẫm nghĩ một lát nếu là tiểu thư lâm ra thì bổn vương không đồng ý lão thất phu lâm thị lang đó là kẻ tiểu nhân làm chuyện không thành thật chỉ biết lợi dụng lỗ hổng để làm lợi cho mình trước đây muốn gả cháu gái cho hạ hòe quân chính là vì nhìn chúng địa vị của ông ta vậy chúng ta nhập cung tìm hoàng hậu thương mai vội thúc giục mộ dung khanh nhìn cô nàng không cần đi bổn vương đi là được rồi cô ngẫm nghĩ một lát cũng đúng thân phận của cô không thích hợp đi càng chọc cho hoàng hậu tức giận được vậy chàng tranh thủ đi đi thương mai nói Mộ Dung Khanh cũng cảm thấy chuyện không thể chậm trễ, lập tức bèn lệnh cho Nghiêm Vinh chuẩn bị xe nhập cung. Hoàng hậu như đã đoán được hắn sẽ tới, sớm đã chuẩn bị điểm tâm đợi hắn. "Vương gia, gần đây chính sự bận rộn đi." Hoàng hậu mỉm cười nói. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, "Cũng được. Uống trà đi, bổn cung hôm nay đã chuẩn bị bánh táo đỏ mà vương gia thích ăn nhất, ngọt mà không ngấy, ngự trù vừa tới tay nghề không tệ." Hoàng hậu tâm trạng vô cùng vui vẻ, mặt đầy ý cười mộ dung khanh liếc nhìn một cái có chút ghê tởm nói bổn vương trước nay không thích ăn đồ ngọt hoàng hậu nương nương nhớ lầm rồi ồ hoàng hậu có chút hiểu ra là bổn cung nhớ lầm rồi người thích ăn ngọt là lễ thân vương lễ thân vương càng không thích ăn ngọt bà ta ngẩng đầu thái độ nhàn nhã nhìn hẳn lần này vương gia nhập cung e rằng không phải chỉ vì thỉnh an bổn cung đi mộ dung khanh trực tiếp vào chủ đề bổn vương nghe nói người tìm một mối hôn sự thay a toàn là tiểu thư lâm gia phải không tin tức của vương gia rất linh hoạt chuyện hôm nay mới quyết định còn chưa công bố với bên ngoài vương gia đã biết rồi hoàng hậu tươi cười nói quả nhiên chuyện hỉ đồn nhanh mộ dung khanh nhàn nhạt nói bổn vương có ý kiến với phẩm hạnh của tiểu thư lâm gia này mối hôn sự này bổn vương không tán thành hoàng hậu cười một tiếng tự mình rót trà cho hắn vương gia chuyện này e rằng người cũng không thể làm chủ được mối hôn sự này là tự a toàn đề ra hắn đề ra mộ dung khanh nhớn mày không chút lưu tình nói hoàng hậu nương nương xem bổn vương là kẻ ngốc sao sao vương ra không đi hỏi hắn thử xem bổn cung nói không đồng ý hắn còn không bằng lòng hôm này nhập cung sống chết muốn lấy tiểu thư lâm ra hoàng hậu khẽ thở dài nói a toàn sẽ không làm vậy là hoàng hậu ép hắn đúng không sau khi hắn xuất cung liên từ bỏ việc chữa trị chân mình còn nói muốn lấy đại tiểu thư lâm ra Lời của Mộ Dung Khanh bị Hoàng hậu lạnh lùng cắt ngang, xương ra thận trọng lời nói, mặc dù người là nhiếp chính vương nhưng cũng không thể không xem ai ra gì, hy vọng người còn nhớ bổn cung là hoàng hậu, không cho phép người tùy ý vu cáo như vậy. Lật mặt rồi, Mộ Dung Khanh cười lạnh, hôm qua người chuyên thương mai nhập cung, những lời người nói với nàng là có ý gì, trong lòng người rõ ràng, hy vọng hoàng hậu có thể làm việc công chính, cũng hy vọng người có chút lòng tin với con trai mình, nếu hắn muốn tranh đoạt thì sớm đã tranh rồi người cho rằng hắn không có bản lĩnh đó sao có bổn vương trợ giúp hắn người tên mộ dung trịnh cũng không phải đối thủ của hắn mộ dung khanh nói rõ ràng như vậy ngược lại khiến hoàng hậu chấn động bà ta lạnh lùng nhìn hắn vương ra người thật sự điên rồi nơi này không phải chiêu đường không phải nơi ngươi có thể bá đạo mộ dung trịnh trong miệng ngươi là đương kim thái tử người nói hắn như vậy nếu bị truyền ra ngoài thì không sợ phá hủy thanh danh của hắn sao mộ dung khanh hôm nay không cho hoàng hậu chút mặt mũi nào sắc bén nói thanh danh của thái tử người lại căng thẳng như vậy còn thanh danh của a toàn thì sao mấy năm nay bên ngoài đồn đại hắn là gì hoàng hậu không biết sao những chuyện này là do ai làm người biết rõ lại giả hồ đồ cũng thôi đi con trai người người không thương yêu thì người bên cạnh tại sao phải yêu thương hắn nhưng người vì để mộ dung trịnh không chịu uy hiếp nào mà lại kêu hắn tự mình từ bỏ chữa trị vết thương ở chân kêu hắn lấy một nữ tử hắn không thích bổn vương liên không thể ngồi nhìn không quản Hoàng hậu lạnh lùng nói, vương gia không thể ngồi nhìn không quản thì có thể thế nào. Là tự hắn muốn lấy, không phải bốn cung ép hắn. Mộ dung khanh nhìn bà ta, hoàng hậu, người đã muốn ép A Toàn, vậy bổn vương cũng không tránh khỏi muốn ép người. Nếu A Toàn lấy tiểu thư lâm ra thì vị trí thái tử của mộ dung trịnh, bổn vương cũng nhất định sẽ kéo xuống. Hoàng hậu đập bàn đứng dậy, mộ dung khanh, người dám. Những lời đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng dám nói, Ngươi không sợ bổn cung tố cáo ngươi trước mặt hoàng thượng sao? Ngươi cứ đi đi, con ngươi Mộ Dung Khanh đỏ bừng, ngươi cũng có thể thử xem, bổn vương có dám làm vậy không? Nói xong, hắn hất đổ bánh táo đỏ trên bàn hoàng hậu, phất tay áo rời đi. Hoàng hậu tức giận toàn thân run rẩy, Mộ Dung Khanh, ngươi giỏi lắm, lại dám kiêu ngạo với bổn cung như vậy, bổn cung sẽ tới trước mặt hoàng thượng tố cáo ngươi, tố cáo ngươi tội không kính trọng hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận điên cuồng, bà ta cũng biết lần này mình cần đi gặp Hoàng Thái Hậu, chuyện này Hoàng Thái Hậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, bà ta phải dành trước một bước đi nói rõ mọi chuyện với bà. Phía Hoàng Thái Hậu vừa khéo đang nói chuyện với Thôi Thái Phi, Hoàng Hậu vừa vào điện liên khóc, mẫu hậu, người phải làm chủ cho thần thiếp, Hoàng Hậu như thần thiếp cũng bị người ta bắt nạt tới trên đầu rồi. Hoàng Thái Hậu cau mày, người khóc lóc làm gì, ai dám bắt nạt ngươi? Thôi Thái Phi kỳ quái nói, đúng vậy, ai còn dám bắt nạt ngươi? Hoàng hậu khóc nói, mẫu hậu, thiên chân vạn xác vừa nãy vương gia nhập cung thỉnh an thần thiếp, lại nói rất nhiều lời tùy tiện, còn nói phải kéo trịnh nhi xuống khỏi vị trí thái tử. Thôi thái phi cả kinh, sao hắn có thể nói những lời này? Tại sao hắn nói vậy? Đây không phải là đại nghịch bất đạo sao? A à, Khanh không phải người không biết cân nhắc như vậy, có phải ngươi nghe lầm không? chương 322, ác nhân cáo trạng trước. Hoàng hậu khóc nói, Thái Phi, nếu như bản cung có nửa lời nói dối, thì sẽ bị trời đánh, chết không yên lành. Hoàng Thái Hậu cả giận nói, câm miệng, thân là Hoàng Hậu, nhưng động một chút lại thê, không sợ ông trời nổi giận sao. Có biết chừng mực không? Hoàng Hậu quỳ xuống đất, khóc vô cùng ủy khuất, mẫu hậu, nếu không phải bị ức hiếp đến mức này thì thần thiếp cũng không đến tìm người. Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Hậu là người luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài mà lại khóc thế này, xem ra A Khanh thật sự đã nói như vậy tiểu tử này, chỉ toàn gây rắc rối cho bà ta. Người đứng lên đi, ngồi xuống, nói ai ra biết suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hoàng Thái Hậu bĩu môi, ra hiệu tôn công công dìu bà ta. Tôn công công tiến lên, đỡ lấy cánh tay Hoàng Hậu, nói khẽ, nương nương mau dậy đi, dưới đất lạnh như băng. Hoàng Hậu thuốc tha thuốc thiết đứng lên và ngồi xuống ghế, cầm khăn lụa ra lau nước mắt, hôm nay A toàn vào cung, nói là coi trọng tiểu thư nhà họ Lâm, bản cung thấy trước đó hôn sự của hắn và thương mai không thành, hiếm khi thấy hắn coi trọng một nữ tử liên đồng ý, không ngờ vương ra lại sông cung của bản cung nổi đóa nói bản cung chỉ định hôn sự này cho A Toàn là có dắp tâm khác, còn mắng chửi bản cung một trận. A Toàn muốn thành thân, vẻ mặt hoàng thái đanh lại, lập tức lại khoát khoát tay, tiểu thư nhà họ lâm này là người trước kia nói muốn gả cho hạ hòe quân cái kia sao? Nếu như là người này ai ra cũng không tán thành. Hoàng hậu nói chính là tiểu thư nhà họ Lâm kia, thần thiếp cũng không tán thành, nhưng A à Toàn nói thích nàng ta, cố ý vào cung đi cầu xin thần thiếp, thần thiếp làm mẹ còn có thể làm thế nào. Tình hình của hắn, mẫu hậu ngài cũng không phải không biết. Hoàng Thái hậu ngơ ngác một chút, vô thức nhìn về phía Thôi Thái Phi. Thôi Thái Phi nói, không phải chỉ là chân có chút tàn tật sao. Như vậy là vấn đề gì, Trước đó ai ra vẫn luôn không hiểu các người tại sao lại không nghiêm túc tìm một cô gái tốt cho hắn ta, lại đòi mua cơ thiếp gì đó, hay một đứa bé ngoan. Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn cho Hoàng Hậu, ra hiệu cho bà ta nói cẩn thận. Hoàng Thái Hậu căn bản không biết, bệnh không tiện nói ra của Lương Vương đã chữa khỏi. A à, Toàn thật sự rất thích tiểu thư nhà họ Lâm này sao? Hoàng Thái Hậu hỏi, là chính hắn vào cung câu xin thần thiếp, có lẽ là rất thích, thần thiếp vẫn cảm thấy thẹn với hắn. Kể là việc hắn câu xin, chỉ cần khiến hắn vui vẻ, thần thiếp đều sẽ đáp ứng. Hoàng hậu đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào. Hoàng thái hậu không hề nghi ngờ rằng hoàng hậu yêu nhi tử, nhưng nói thật, tiểu thư nhà họ lâm này bà ta không hài lòng, nhưng bệnh khó nói của A Toàn sao có thể xứng đôi với tiểu thư thế gia vọng tộc. Một khi truyền ra ngoài, hắn còn có thể làm người sao? Tổ phụ của tiểu thư nhà họ lâm này chỉ là thị lang, có thể cho thêm một chút ngon ngọt để bịp không đến nỗi sẽ giải vò ai đứa nhỏ này thật là số khổ a khanh vì chuyện này mà nổi trận lôi đình trong cung của ngươi hoàng thái hậu hỏi hoàng hậu nói không còn có một chuyện nữa lúc trước thương mai kiểm tra cho a toàn nói có thể chữa được chân của hắn lúc mới nghe thần thiếp cũng thật sự vui vẻ nhưng sau khi biết phương án trị liệu thần thiếp đã từ chối vương gia liên nói thần thiếp không tin tưởng thương mai thương mai nói có thể chữa được chân của a toàn sao Phương án trị liệu gì, Hoàng Thái Hậu lập tức mừng rỡ. Nàng ta nói trước đó xương chân A à toàn nối sai chỗ, muốn đánh gãy để nối lại, cái này nghe quá nguy hiểm, một khi đánh gãy không có cách nào nối lại được, chẳng lẽ sau này không thể nào đứng lên được. Thần thiếp cảm thấy quá mức mạo hiểm nên không đồng ý, phương ra đại khái cảm thấy thần thiếp không tin tưởng thương mai, mượn đó để phát huy. Đánh gãy rồi nối lại, thôi Thái Phi nghe thấy liên hoàng sợ, việc này quá nguy hiểm, không thể, không thể. Hoàng Thái Hậu hỏi, thương mai nói thế nào? Nàng ta có chắc không? Mẫu hậu, cho dù nàng ta có chắc chắn cũng không dám, việc này một khi xảy ra sai sót thì cả đời sẽ không thể đứng lên nổi, thần thiếp không thể để cho A Toàn mạo hiểm như vậy. Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mức độ mạo hiểm quá cao, nhưng có thể chữa khỏi chân cũng rất hấp dẫn, bà ta suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi về trước, ai ra tìm thương mai tìm hiểu một chút, về phần phía A Khanh, ai ra sẽ trách cứ hắn. Hoàng hậu lại rơi lệ, Mẫu hậu, thần thiếp cũng không phải nói muốn ngài trách cứ vương gia, vương gia cũng thương A à toàn nên mới ăn nói ngông cuồng với bản cung, chỉ có điều hắn không nên đối với Trịnh nhi như vậy, đều là cháu trai của hắn, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Việc này không công bằng với Trịnh nhi. Hoàng thái hậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không phải ai ra đã nói với ngươi, ngươi hãy quản giáo Trịnh nhi tốt một chút, hắn cứ bừa bãi như vậy, vị trí thái tử sớm muộn gì cũng thay người. Hoàng hậu dùng mình nếu ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng suy nghĩ như vậy, thì Mộ Dung Khanh chắc chắn cũng có tâm tư, bây giờ có thể đoạt vị trí thái tử với Trịnh Nhi chỉ có Toàn Nhi, bà ta tuyệt đối không thế để huynh đệ bọn họ vì vị trí thái tử mà tranh giành ngươi chết ta sống. Hoàng Thái Hậu thấy bà ta không lên tiếng, thì cho rằng bà ta cảm thấy lời mình nói không xuôi tai, liên thản nhiên nói, dù sao ai ra cũng chỉ là chỉ điểm cho ngươi vài lời, ngươi nghe lọt tai thì nghe, nghe không vào cũng được vẻ mặt hoàng hậu đoan chính, thần thiếp cần tuân dạy bảo, trở về nhất định sẽ đốc thúc Trịnh Nhi thật tốt. Dừng lại một chút, bà ta còn nói, nhưng Trịnh Nhi cũng có lòng làm chút chuyện thật, trước đó đã đề xuất vài biện pháp trị quốc cùng vương gia, nhưng đều bị vương gia bác bỏ. Bà ta vốn định nói với Hoàng Thái Hậu rằng mộ dung khanh chuyên quyền độc đoán, chèn ép thái tử, nhưng không ngờ Hoàng Thái Hậu ở trong chuyện này lại rất rõ ràng, nếu A Khanh bác bỏ ý kiến của Trịnh Nhi, đương nhiên có đạo lý của hắn, về phương diện trị quốc, Trịnh Nhi còn phải học hỏi nhiều từ hoàng thúc của hắn. Hoàng hậu ăn phải cái đinh mềm, ngượng ngùng nói, đúng vậy, thần thiếp cũng đã nói điều này với Trịnh Nhi. Hoàng thái hậu ừ một tiếng, người đi đi, về phàn hôn sự, ai ra sẽ hỏi Toàn Nhi, nếu như hắn thật sự vừa ý cô nương kia thì cưới đi. Hoàng hậu không người, vâng, vậy thần thiếp cáo lui. Sau khi hoàng hậu rời đi, thôi thái phi kỳ quái hỏi thăm, theo lý thuyết A à Toàn rất ít khi đi ra ngoài, sao có thể nhìn chúng tiểu thư nhà họ Lâm kia chứ? Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta, người cũng cảm thấy khó hiểu. Cũng không thể nói là khó hiểu, tuổi trẻ bây giờ luôn nói về tình yêu gì đó, gần đây không phải Trần Thái Quân cũng đang rất phiền não sao? Nói chuyện hôn nhân với Loan Loan nhưng nhà đầu kia sống chết không gả, nói là có người thích, việc phiền não này khiến Lão Thái Quân nói mấy ngày cũng không được. Thôi Thái Phi nói xong liền che miệng cười trộm, Trần Thái Quân thô lỗ luôn luôn là chủ đề chế nhạo của những phu nhân này. Hoàng Thái hậu cũng cười, Trần Thái Quân này nói chuyện cũng không bài bản, lại giống mấy phân với vị lão tổ tông kia của chúng ta. Nói đến lão tổ tông, bà ấy đã đi đâu? Có trở lại không? Thôi Thái Phi hỏi. Trước khi đi cũng không chào hỏi người nào, nói đi là đi, đây không phải tác phong thường thấy sao? Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là lần này sau khi đi có gửi cho ai ra một phong thư, nói bà ấy quy thiên sau này có chuyện gì cũng không cần tìm bà ấy bà ấy cũng sẽ không quay trở lại lời lão thái thái nói cũng chưa chắc trước kia từng nói làm tang lễ cho mình và không trở lại sao không phải cũng đã trở về rồi sao hoàng thái hậu lắc đầu lần này khó nói thôi thái phi cười cười thôi không nói đến lão nhân ra nữa ngược lại hoàng hậu nói a khanh không coi ai ra gì còn nói muốn kéo thái tử xuống ngài thấy thế nào cứ để cho a khanh làm cằn như vậy sao Hoàng Thái Hậu buông tay, ai ra có thể làm gì. Quyền lực trong triều đều ở trong tay hắn, Hoàng đế cũng chỉ tin tướng hắn, không nói đến ý chỉ của Hoàng đế, chỉ nói đến hắn năm trọng binh trong tay, người cho rằng binh bộ binh phù sẽ có tác dụng sao. Còn không bằng một câu của nhiếp chính vương hắn. Điều này quá nguy hiểm, Hoàng thượng cũng thế, biết rõ hắn nắm giữ trọng binh, còn để hắn năm đại quyên trong tay, một khi hắn có tâm tư gì đó thì đế vị này. Phải để cho hắn một chút cản trở. Hoàng Thái Hậu khoát khoát tay, chuyện trong chiêu ta và ngươi đều không hiểu, Hoàng đế nói, tín nhiệm chính là cản trở tốt nhất. chương 323, còn có một Hoàng tổ mẫu. Thôi Thái Phi suy nghĩ câu nói này, sau đó trực tiếp ngẩng đầu lên, không nói người bên ngoài, chỉ nói chính ngài, ngài không lo lắng sao. Hoàng Thái Hậu khẽ cười, bưng ly trà lên nói, ngươi sẽ nghi ngờ nhi tử của mình sao. A à, khanh gọi ai ra một tiếng mẫu hậu, lớn lên bên cạnh ai ra, nếu ai ra không tin được hắn thì đã sớm ra tay can thiệp rồi. Thôi Thái Phi gật đầu, đúng vậy, ai ra cũng cảm thấy trong những đứa con của tiên đế, cũng không có mấy người muốn tranh quyền đoạt lợi, ngược lại bây giờ. Hai, không nói nữa. Sau khi mộ dung khanh xuất cung, trực tiếp đi đến Lương Vương Phủ. Lương Vương đã uống đến say mềm, mộ dung khanh tóm hắn trực tiếp ném thẳng xuống hồ. Người trong phủ thấy đều hoảng hốt, nhưng nhìn khuôn mặt tức giận của mộ dung khanh, không ai dám tiến lên chỉ trơ mắt nhìn vương ra nhà mình dùng sức đạp nước dưới hô lương vương uống mấy ngụm nước hồ cũng tỉnh táo lại mộ dung khanh sai người vớt hắn ta lên vứt vào trong đình a kim vội vàng lấy khăn mặt cho khăn lau khô tóc đều cút đi cơn tức giận còn sót lại của mộ dung khanh vẫn chưa tiêu quát cho tất cả mọi người lui ra đám người chưa từng thấy mộ dung khanh nổi giận lớn như vậy thấy hắn hung ác giống như muốn ăn thịt người nên không dám gây chuyện vội vội vàng vàng lui ra lương vương nằm trên mặt đất cũng dứt khoát không đứng lên lười biếng đem hai tay đặt ở dưới đầu làm gối không quan tâm nói hoàng thúc phát hỏa lớn như vậy làm gì chứ mộ dung khanh tức giận nói nhìn ngươi đi nhìn ngươi đổ phế thành bộ dáng gì đây ngươi không thể có điểm danh giới cuối cùng sao cứ như vậy vào chỗ chết làm oan chính mình sao sống uất ức được như vậy không bằng ngươi chết đi coi như xong ha ha nhìn ngươi tức giận như vậy giống như nghiêm túc hơn rất nhiều tất cả mọi người đều giống nhau người và ta đều như thế biết không lương vương cười ha hả đứng lên mộ dung khanh nắm chặt cổ áo hắn kéo lên giống nhau cái chó má gì người và bản vương giống nhau chỗ nào không giống chỗ nào lương vương nghiêng đầu nhìn hắn men say chân thành người phản kháng sao người suýt chút nữa đã chết trong tay quý thái phi người phản kháng sao người nói cái gì sắc mặt mộ dung khanh lạnh lẽo, ít nhất bản vương biết phân rõ giới hạn với bà ta, ít nhất cũng biết phòng bị bà ta, ít nhất cũng biết cảnh cáo bà ta, còn ngươi thì sao? Cái gì cũng đồng ý, chân của ngươi cũng không chữa trị, nữ tử ngươi thích cũng không cần, ngay cả hôn sự của ngươi cũng muốn thỏa hiệp. Thỏa hiệp thì thỏa hiệp đi, có cái gì mà vội vàng? Cả đời này của ta đều là thỏa hiệp, không thiếu lần này nữa, thật sự không thiếu lần này. Lương vương vươn tay, lắc lư một cái trước mặt hắn, lại cắt cắt nở nụ cười hạ thương mai và ý nhi khác nhau ý nhi là một nữ tử có tâm tư đơn thuần nàng ấy thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo hộ hạ thương mai có năng lực tự bảo vệ mình ít nhất nàng biết bị người hại sẽ phản kích nhà đầu ngốc kia thì biết gì bị bán lại còn đếm tiền cho người ta hắn đưa tay vịn vào bả vai mộ dung khanh nói câu gần như không thể nghe được đây là việc ta có thể làm vì nàng đó là không để cho nàng bị tổn thương để nàng sống một cuộc sống đơn giản liên lụy đến hoàng gia, có mấy ai có kết cục tốt. Giọng nói lộ ra sự trống rỗng bất lực không nói nên lời, hẳn đã tốn hết tâm lực, không muốn tiếp tục chống lại cái gì nữa. Nếu có thể chống lại, khi ăn bị thương đã có thể chống lại. Bà ta mãi mãi sẽ không nhận ra được nỗi đau trong lòng hắn, sau khi mọi chuyện xảy ra, thậm chí ngay cả một câu trách cứ người kia bà ta cũng không có, bà ta nói đến dễ nghe mức nào, việc này nếu để phụ hoàng biết, mẫu hậu sẽ mất đi hắn, thương thế của ngươi đã không thể tránh được, không có cách nào thay đổi, đệ đệ của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao. Sau đó, trong nhiều năm trôi qua, bà ta đều đang thuyết phục rằng hắn bị thương là chuyện ngoài ý muốn và diệt khẩu tất cả những cung nhân ngày đó, thời gian dần trôi bà ta cũng xem vết thương của hắn như một chuyện ngoài ý muốn. Bà ta biết rõ điều đó. Hắn là huynh trưởng, hắn phải che chở đệ đệ, đem tất cả chắp tay tặng cho hắn, bà ta vẫn chưa hài lòng sao mộ dung khanh buông hắn ra giọng nói hòa hoãn một chút bản vương có thể sai người bảo hộ ý nhi có tác dụng không lương vương nở nụ cười cười vô cùng châm chọc ngươi cũng bảo hộ hạ thương mai nhưng ba lần bốn lượt nàng ta không phải suýt chút nữa đã chết sao nếu nàng ta không thông minh một chút thì bây giờ cũng không có khả năng trở thành vương phi của ngươi hơn nữa ngươi cho rằng bây giờ nàng đã an toàn sao không hoàng thúc ngươi có thể che chở nàng bao lâu trong cung này cũng vậy hay là hoàng gia này cũng vậy, đều là nguy cơ tứ phía, ngươi không có cách nào bảo hộ bất cứ kẻ nào cả đời, việc ngươi có thể làm chính là thỏa hiệp. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu cứ quyết định như vậy đi, cưới ai cũng giống nhau, trước kia ngay cả hạ oanh nhiễm ta cũng nguyện ý cưới, đây vốn chính là số mệnh của ta, cần gì phải dày vò nhiều như vậy. Tiếp tục dày vò, ta sẽ mất đi càng nhiều. Mộ Dung Khanh biết hắn đã hoàn toàn suy sụp, trước đây hắn đâu có yếu ớt như vậy sự đổi phế của hắn đã phản ánh sự ích kỷ và thiên vị của hoàng hậu. Cưới ai ta mặc kệ ngươi, nhưng thương mai nói chân của ngươi có thể chữa khỏi, bản vương hy vọng ngươi nghe lời. Mộ Dung Khanh nói, lương vương ngẩng đầu thôi, không cần thiết, tiểu thư nhà họ lâm nên xứng đôi với một kẻ tàn phế. Nếu không thể có được người mà hắn muốn, cần gì phải hoàn thiện mình. Cứ như vậy cũng rất tốt. Ít nhất cơ thể tàn tật có thể thuyết phục mình thỏa hiệp cả một đời mộ dung khanh lộ ra vẻ rất thất vọng hắn lắc đầu việc này không phải do ngươi hắn không phải cao thủ thuyết phục người khác nhưng bây giờ lương vương cũng không nghe bất cứ lời nào hắn chỉ có thể dùng thân phận hoàng thúc để ép lương vương ta chữa khỏi chân bà ta sẽ càng thêm lo lắng bà ta lo lắng thì người chịu tội chính là ta cần gì phải như vậy cần gì chứ hắn khoát khoát tay kinh ngạc nhìn mộ dung khanh tinh thần đều giống như có chút rời rạc đừng dày vò nữa ta yên lặng sống sót trong phủ không trêu chọc, được không? Chuyện tàn khốc nhất chính là ngươi phải đối mặt với sự tàn khốc của người thân nhất với ngươi, việc ngươi có thể làm chính là né tránh, không để bà ta tiếp tục làm tổn thương đến ngươi. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng có thể rời khỏi kinh thành. Nhưng bà ta lấy danh nghĩa yêu thương để trói chặt hắn. Trước kia đã từng nói, hắn muốn rời khỏi kinh thành, tùy tiện đến một ngóc ngách làm tiểu vương gia, tiêu giao sinh hoạt, nhưng bà ta nói không bỏ được hắn, cứ như vậy có hai đứa con trai đều muốn giữ lại bên cạnh mình. Trở về đi, hoàng thúc, vì ta, không đáng giá. Lương vương lão đảo vào phòng. Bả vai mộ dung khanh dần dần rũ xuống, nếu như ngay bản thân hắn cũng từ bỏ thì người bên ngoài có làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngày hôm sau hoàng thái hậu liên chuyên triệu lương vương tiến cung. Lương vương chuẩn bị vô cùng chỉnh tê nhẹ nhàng khoan khoái, hoàng thái hậu nhìn thấy đứa cháu trai tuấn lãng này liên cảm thấy thương yêu mẫu hậu của ngươi hôm qua đến đây nói chuyện với ai ra, nói ngươi muốn cưới tiểu thư nhà họ Lâm, thật sao? Hoàng Thái Hậu kéo hắn đến ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi thăm. Lương Vương gật đầu, đúng vậy, Hoàng Tổ mẫu đồng ý không? Hoàng Thái Hậu nhìn hắn, nói thật, ai ra không thích lắm, ngươi sẽ cân nhắc người khác sao? Hay là ngươi sẽ nói, ngươi và nàng ta đã sớm tình căn thâm trùng? Lương Vương nhàn nhạt cười, tình căn thâm trùng, đúng vậy, đã sớm tình căn thâm trùng, chỉ là sợ mẫu hậu và hoàng tổ mẫu phản đối, không dám nói. Hoàng Thái hậu vốn chưa tin hoàng hậu, nghe thấy lương vương nói như vậy, không khỏi lặng yên thở dài, nếu ngươi thích, sao hoàng tổ mẫu lại không thành toàn cho ngươi. Ngươi biết xưa nay hoàng tổ mẫu yêu thương ngươi, đừng nói là thành thân, đến ngay cả sao trên trời, hoàng tổ mẫu cũng nguyện ý hái cho ngươi. chương 324, từ bỏ phụ tá đắc lực, không hiểu sao cánh mũi của Lương Vương có chút chua sót, hắn đang nằm trên đùi của Hoàng Thái Hậu giống y như là lúc còn bé. Tôn Nhi cảm thấy rất hạnh phúc, có Hoàng Tổ mẫu tốt biết bao nhiêu. Trung Quy là ông trời đối xử với hắn không tệ, ít nhất là mình còn có một Hoàng Tổ mẫu. Nhìn cái đứa nhỏ mốc này đi, cũng không còn giống khi bé nữa. Hoàng Thái Hậu tự ái nở nụ cười, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Hoàng Tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, gần đây sức khỏe cũng không tốt hy vọng là lúc còn sống có thể sẽ sắp xếp cho các người tốt nhất. Nếu như con đã thích tiểu thư lâm ra như vậy, vậy thì dẫn đến đây cho ai ra xem một chút đi. Được, nếu như hoàng tổ mẫu muốn gặp nàng ấy thì qua mấy ngày nữa Tôn Nhi sẽ dẫn nàng ấy vào cung. Lương Vương lẳng lặng nói. Được rồi, tổ mẫu sẽ cố gắng thích nàng ấy, hy vọng là nàng ấy có thể hiểu được cách trân trọng con. Hoàng Thái Hậu nói, thôi được rồi, bồi ai ra ra ngoài đi dạo một chút lương vương lại không chịu đứng dậy không đâu con cứ muốn nằm như vậy cả một đời đều không đứng dậy hoàng thái hậu bật cười cái tính trẻ con này đều đến lớn rồi sắp trở thành người thành thân làm cho người khác chê cười người nào thích cười thì cứ cười đi lương vương nhỏ giọng nói được 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 cứ nằm như vậy đi nằm cả một đời trên mặt hoàng thái hậu mang theo nụ cười từ ái lại thở dài thườn thượt một hơi đứa nhỏ này rất khổ Lương Vương dùng bữa trưa ở Thọ Ninh Cung rồi sau đó mới đi khỏi, vốn dĩ là còn không muốn đi, Tôn Công Công nói là Hoàng Thái Hậu muốn nghỉ trưa nên lúc này mới chịu đi. Vừa mới đi ra khỏi Thọ Ninh lại gặp Thôi Ma Ma đi ra từ khỏi cung Hoàng Hậu, Lương Vương điện hạ, Hoàng Hậu nương nương mời người qua đó một chuyến. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Lương Vương hờ hững hỏi. Hoàng Hậu nương nương nói là làm cho người vài bộ y phục, mời người đến đó thử một chú. Không cần đâu, trực tiếp đưa đến trong phủ là được rồi. Không được, hoàng hậu nương nương vẫn còn có chuyện muốn nói với vương gia. Thôi ma ma ngăn cản hắn lại. Lương vương nhìn chầm chầm vào nàng ta, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có cơn giật, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại, đi thôi. Mời vương gia, thôi ma ma mỉm cười nói. Đi đến tĩnh ninh cung, hoàng hậu mỉm cười kéo cánh tay của hắn, đến rồi à. Tham kiếm mẫu hậu, Lương vương tránh thoát khỏi bàn tay của nàng ta không để lại dấu vết, hơi chắp tay lại. Giữa mẫu tử với nhau không cần phải giữ lễ tiết đâu. Hoàng hậu mỉm cười nhìn hắn, mới đi gặp hoàng tổ mẫu của con đó à, bà ấy nói gì với con vậy? Chỉ hỏi là có phải nhi thần thích tiểu thư lâm ra hay không? Lương vương cũng không giấu giếm nhưng mà trong mắt lại không che được biểu cảm phiên chán. Hoàng hậu khẩn trương nhìn hắn, vậy con nói như thế nào? lương vương nhìn bà ta mẫu hậu hy vọng nhi thần nói như thế nào hoàng hậu ngừng thở thật lâu sau mới nhẹ giọng nói con hận mẫu hậu có đúng không lương vương quay mặt sang nơi khác không có con cũng không cần phải nghĩ một đằng nói một nẻo đâu mẫu hậu biết là mình rất quá đáng hoàng hậu buôn bã cười một tiếng không nói con ngay cả mẫu hậu cũng cảm thấy mình rất đáng ghét nhưng mà mẫu hậu con có cách nào khác các con xuất thân từ hoàng gia số mệnh đã được định sẵn Lương Vương không nhìn bà ta, trong lòng lại vô cùng đau xót, số mệnh à. Số mệnh của hắn nên như vậy đó ư? Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến là mình muốn lấy cái gì, chỉ cần không mất đi là được. Cho nên con trả lời hoàng tổ mẫu của con như thế nào? Hoàng hậu hỏi lại. Lương Vương hít một hơi thật sâu, con rất thích tiểu thư Lâm gia, hy vọng có thể cưới nàng ấy làm vợ. Hoàng hậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để con phải chịu thiệt rồi, mẫu hậu sẽ bù đắp cho con. Lương vương tùy ý để bà ta ôm, thân thể vô cùng cứng ngắc, đường cong trên khuôn mặt cũng càng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Thật lâu sau hoàng hậu mới buông hắn ra, con yên tâm đi, mẫu hậu sẽ không động vào ý nhi đâu, sẽ còn cho người mang cho nàng ta một chút bạc để cho nàng ta gả vào một gia đình tốt. Không cần lương vương nhìn bà ta, không cần phải quấy dây nàng ấy, đó đã là bù đắp tốt nhất của người dành cho con rồi hoàng hậu có chút tổn thương kinh ngạc nhìn hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài được được sau khi lương vương đi không lâu thái tử liên tới thái tử bước vào trong điện đặt mông ngồi xuống vẻ mặt không cam lòng mà nói mẫu hậu mẫu hậu lại làm chuyện gì cho nhi thần nữa vậy thái phó không hài lòng về bổn cung mộ dung khanh cũng không hài lòng về bổn cung phiên chết đi được hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra con đó nha còn phải tiến bộ một chút hoàng tổ mẫu của con đã nói để con đi theo hoàng thúc của con học cách chỉ quốc. Học cái gì với ông ta cơ chứ? Thái tử hừ lạnh một tiếng, có cái gì hay để học đâu, quan văn quan võ cả triều không có người nào là không căm hận ông ta. Con sai rồi hoàng hậu nghiêm túc nói, mộ dung khanh mới cầm quyền được bao lâu, vậy mà đã có phân lớn chiêu thân quy tâm với hắn, căm hận mà con nhìn thấy chỉ là do người bên cạnh ngoại tổ phụ của con mang đến tin tức sai lầm cho con mà thôi vậy là cũng không thể tin ngoại tổ phụ luôn hả hoàng hậu giật mình lo lắng nhớ đến lời mà hạ thương mai đã nói trong lòng bà ta cứ luôn cảm thấy có hơi khác thường mẫu hậu người thật sự cảm thấy mộ dung khanh sẽ giao quyền lực ra ư ngoại tổ phụ đã nói hoàng thúc có khả năng sẽ lập hoàng huynh làm thái tử đây là thật đó hả à? thái tử hỏi hoàng hậu đột nhiên giật mình nói bậy sao ông ấy có thể nói hưu nói vượn với con như vậy được căn bản không có chuyện đó đâu hoàng huynh của con cũng không có khả năng làm thái tử tại sao không thể là do huynh ấy không muốn à thái tử cười lạnh một tiếng con đừng có ăn nói lỗ mãng với hoàng huynh của con vì con thằng bé đã phải chịu rất nhiều thua thiệt hoàng hậu nổi giận thái tử nhìn bà ta mẫu hậu mẫu hậu nói lời này là có ý gì vậy huynh ấy chịu thiệt sao huynh ấy lại chịu thiệt chẳng lẽ là chỉ vì thái tử này là do huynh ấy đã nhường lại cho con hoàng hậu lạnh lùng nói con đừng tưởng rằng là bốn cung không biết những chuyện con làm ở sau lưng con cứ tiếp tục bừa bãi như vậy nữa thì cũng sẽ có một ngày con thấy hối hận thái tử giật mình trong lòng tại sao mẫu hậu lại nói lời này nhi thần đã lén lút làm cái gì chứ trong lòng của con biết ánh mắt của thái tử xoay chuyển vòng vòng có lẽ là lúc nói chuyện nhi thần có hơi quá đáng một chút nhưng mà cũng không có lòng xấu mẫu hậu không tin nhi tử ư không tin không được nói tóm lại là con không nên trêu chọc vào hoàng huynh của con hoàng hậu cảnh cáo nói thái tử đáp lời vâng con đã biết rồi hắn rời khỏi tính ninh cung dặn dò cho người bên cạnh người đi hỏi thăm một chút gần đây mẫu hậu đã gặp người nào vâng người hầu vâng lời đi ngay không bao lâu sau người hầu lại trở về hồi bẩm điện hạ hai ngày nay đôi phu thê nhiếp chính vương và lương vương điện hạ đều vào cung gặp hoàng hậu nương nương ta ghét nhất là ba người này hận không thể chặt bọn họ ra làm thành thịt muối ném ra bên ngoài cho chó ăn. Thái tử lạnh lùng nói. Người hâu nói, điện hạ, bây giờ tuyệt đối không thể đắc tội lương vương được, người không nghe thấy là hoàng hậu nương nương nói như thế nào à? Nếu ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không hỗ trợ người, vậy thì tình cảnh của người thật sự có rất nhiều nguy hiểm. Thái tử sẽ nói, cái thứ tàn phế đó, bổn cung không muốn làm dơ bẩn tay của mình đâu, về phân mộ dung khanh bây giờ hắn như là mặt trời buổi trưa cũng không thể động vào được, ngược lại là hạ thương mai trêu chọc một chút thì có thể. Nói xong, nâng một tay lên, đi thôi, đi đến nghi lan cung thỉnh an nghi phi nương nương. Thái tử đi đến nghi lan cung, đúng lúc mai phi cũng ở đó, thấy thái tử đi vào mai phi liên mỉm cười đứng dậy, điện hạ rảnh rỗi đến thỉnh an nghi phi nương nương đó ư, bổn cung vẫn còn có việc, đi trước đây. Nghi Phi cũng không giữ lại, Mai Phi đi thong thả. Thái tử hơi nghiêng người qua, bổn cung vừa mới đến đây thì Mai Mẫu Phi Liên muốn đi, cái này không phải là không muốn gặp bổn cung à." Mai Phi cười nói, "Điện hạ nói gì vậy chứ, chỉ là bây giờ bổn cung phải đến thư phòng để đón Tam hoàng tử." "Vậy thì không giữ Mai Mẫu phi ở lại nữa, nhanh đi đón Tam hoàng đệ đi Thái tử nói." Chương 325: Kế sách của Nghi phi. Mai Phi vừa đi Nghi phi liên cho người lui ra ngoài đóng cửa cung lại. Thái tử ngồi xuống, từ lúc nào mà nàng còn giao thiệp với Mai Phi nữa vậy, đây không phải là oán giận đó chứ? nghi phi hừ lạnh một tiếng là do nàng ta cứ trèo kéo bổn cung cũng không thích phản ứng lại nàng ta nàng ta lượn một vòng tròn ở trước mặt của thái tử đi đến đằng sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy thái tử gần đây bận lắm hả mấy hôm không đến rồi đó cũng không phải là bộn bề nhiều việc chính là do thái phó cứ luôn để bổn cung phải suy nghĩ một số chính sách thật là phiên thái tử phiên chán nói thái phó cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi bây giờ thế cục của người tràn ngập nguy hiểm nghi phi chọc vào chán của hắn một chút người cần phải cẩn thận mới được thái tử kéo nàng ta đến trước người ôm lấy nàng ta ở trên đùi của mình ngay cả người cũng nói như vậy xem ra bổn cung thật sự quá lơ đãng rồi đôi môi của nghi phi lưu luyến ở vành tai của hắn vô cùng mê hoặc cũng không phải là do chàng không để ý mà là do có một số người có dụng ý khác à đúng rồi gần đây nhà đầu hồ ra như thế nào rồi vừa mới nhắc đến hồ hạnh nhi thì thái tử liên tức giận đừng có nói nữa kể từ lần trước sau khi hạ oanh nhiễm đánh nàng ta nàng ta không muốn gặp bổn cung nữa hạ oanh nhiễm này chỉ toàn làm hỏng việc mà thôi nghi phi căn lỗ tai của hắn nghe khẩu khí của điện hạ hình như là cực kỳ quan tâm đại tiểu thư hồ ra đúng không nếu như không phải là thái phó kêu bổn cung đi tìm hồ hạnh nhi bổn cung mới không đi tìm đâu cả người đều là mùi dơ bẩn xuất thân đê tiện lão đâu hồ ra cũng không biết là có phải bị điên rồi hay không nữa có nhiều nhi tử cháu trai như vậy Vậy mà lại giao một gia nghiệp to như thế cho thứ nữ Hồ Hạnh Nhi có xuất thân nằm dưới đáy. Thái tử chỉ lo cầu nhầu vứt bỏ mỹ nhân không thèm để ý, Nghi Phi có chút tức giận, được rồi, nói Hồ Hạnh Nhi một hồi lâu, đừng để ý nữa, nhìn ta đây này, ngày hôm nay ta vừa sử dụng một màu môi mới, có đẹp không? Nàng ta ngồi ở trên đùi của hắn, nhìn hắn. Thái tử nhìn thấy trên đôi môi đỏ thắm của nàng ta hiện ra một màu mật ong nhàn nhạt, nhạt, không khỏi yêu thương in lên dấu son môi. Thích chứ, Bổn cung rất là thích. Nghi Phi lại giả vờ mang theo tiếng cười chuông bạc như thiếu nữ mà tránh né, có thích cũng không cho người đụng đâu. Lúc nàng ta chạy, miếng vải mỏng choàng trên bờ vai rơi xuống, Thái tử không khỏi nhộn nhạo trong lòng, xem xem Bổn cung trừng phạt nàng như thế nào. Hắn chạy tới ôm chặt lấy nàng ta, gian xảo cười một tiếng, còn chạy nữa không? Nghi Phi ôm lấy cổ của hắn si ngốc nhìn hắn. Thái tử thích nhất là bộ dạng chủ động này của nàng ta thì thiếp trong đông cung giống như là người chết, có người nào giống như Nghi Phi đầu chứ? Cho dù là Nghi Phi đã từng sinh con nhưng mà bảo dưỡng vô cùng tốt. Thái tử gấp gáp ôm lấy nàng ta. Người đang canh giữ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh ở bên trong đều lộ ra một nụ cười hiểu ý, thái tử luôn luôn không kiêng rẻ loại chuyện này. Sau một trận mây mưa với nhau, hai người mới nói đến chuyện chính sự. Ở bên phía Hồ Hạnh Nhi yên tĩnh, không cần thiết phải đi tìm, gia huấn của Hồ Gia là không dính líu đến chuyện triều đình, cho nên Hồ Hạnh Nhi sẽ không có khả năng trở thành thái tử phi. Chuyện hạ oanh nhiễm chọc nàng ta ai biết được có phải từ đầu đến cuối chuyện này đều là do nàng ta tự lên kế hoạch. Thái tử suy nghĩ một chút, lập tức giận dữ nói, nếu là như vậy thì bổn cung sau có thể tha thứ cho Hồ Hạnh Nhi được. Chàng đừng chọc vào Hồ Gia, chọc không nổi đâu, một khi chàng đắc tội với bọn họ rồi thì bọn họ sẽ tìm ai làm chỗ dựa đây tương đương với việc tặng bọn họ cho nhiếp chính vương. Vậy thì cứ để mặc cho nàng ta trêu đùa bổn cung như thế này. Thái tử biết nghỉ phi khôn khéo, nói chuyện cũng rất có đạo lý, nhưng mà sao có thể nuốt xuống cục tức này. Nghỉ phi nhẹ giọng cười một tiếng, chàng đó, không giữ được bình tĩnh gì hết, khó trách hoàng hậu nương nương và thái phó đều nói chàng, chàng không thể trộn lẫn đầu đuôi được, chàng nhớ kỹ là bây giờ phải đối phó với mộ dung khanh và hạ thương mai. Hạ thương mai đã biết chuyện của chúng ta, người này không thể giữ lại được nhưng mà đối phó với hạ thương mai cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu chỗ dựa sau lưng của nàng ta có quá nhiều ngoại trừ mộ dung khanh còn có trần thái quân cùng với đại trưởng công chúa sao điện hạ lại không ra tay trừ những người này trước tiên lột sạch móng vuốt của hạ thương mai lại chia rẽ tình cảm hai phu thê bọn họ cứ như vậy mộ dung khanh mất đi sự trợ giúp của hạ thương mai hạ thương mai cũng không còn chỗ dựa nữa đến lúc đó chẳng có muốn đối phó với nàng ta như thế nào thì đối phó với nàng ta như thế đó. Thái tử suy nghĩ một lát, nhưng mà thế lực của Trần Gia rắc rối khó gỡ, muốn làm Trần Gia sụp đổ không dễ dàng, về phân đại trưởng công chúa cái đó càng không cần phải nói tới, ngay cả hoàn tổ mẫu cũng không dám đắc tội với nàng ta. Bây giờ cơ hội đến rồi đó, Nhi Phi cười híp cả mắt, qua mấy ngày nữa sẽ có một đoàn sứ giả lớn của Đại Lương đến Triều Đình, nói là để củng cố mối quan hệ của hai nước đưa ra việc hòa thân. Chàng có thể đưa ra đề nghị để thái tử Lương quốc cưới đại trưởng công chúa, năm đó tiên đế đã đồng ý hôn sự của đại trưởng công chúa và thái tử Lương quốc, sau đó hoàng thượng đăng vị đơn phương từ hôn. Bởi vì chuyện này mà làm cho đoàn sứ giả của Đại Lương rất bất mãn, hai nước bởi vì vậy mà chiến tranh lạnh mấy năm. Mà nghe nói bây giờ thái tử Murphy của Lương quốc đã hoang, nếu như chàng có thể thúc đẩy chuyện tốt này vậy thì sẽ đạt được sự ủng hộ của Lương quốc, chuyện này trăm cái lợi không có một cái hại. Thái tử nghe thấy thì nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt này, một bên có thể chém nước tay trái tay phải hạ thương mai, điều thứ hai là có thể nhận được sự ủng hộ của lương quốc, rất có lợi với việc đăng cơ sau này của bốn cung nghi phi mỉm cười nói, không sai. Thái tử nhìn nàng ta, sao nàng lại biết chuyện xứ giả lương quốc đến triều đình? Chuyện này cũng có mấy vị đại nhân ở trong triều biết mà thôi. Nghi phi khơi lọn tóc của hắn, bên phía lương quốc tìm bổn cung, Nói nếu như bổn cung có thể thúc đẩy chuyện tốt cho thái tử Lương Quốc vậy thì sẽ cho bổn cung vạn lượng hoàng kim, bổn cung không có quyền thế, kiếm chút bạc cũng không được nữa à. Được được, đương nhiên là được rồi. Thái tử hôn một cái thật sâu trên gò má của nàng ta, nàng nói với Lương Quốc bổn cung sẽ hết sức giúp đỡ việc này. Trong ánh mắt của nghỉ phi lộ ra ánh sáng khôn khéo, lại nhẹ nhàng cười nói, được rồi, đến lúc đó nhiều lắm sẽ phân chia cho thái tử một nửa hoàng kim là được. Đồ ngốc này có sự ủng hộ của Lương Quốc, bổn cung còn muốn hoàng kim làm gì? Nghi phi choàng áo lên ngồi trước bàn trang điểm chỉnh sửa mái tóc của mình, nhưng mà chàng nghĩ cách đi để đại trưởng công chúa đồng ý với hôn sự này. Thái tử suy nghĩ một chút, hình như là đại trưởng công chúa có tư tình với Tiêu Kiêu, nhưng mà bây giờ Tiêu Kiêu đã thành thân rồi, chắc là nàng ta vẫn còn đang chờ Tiêu Kiêu. Đương nhiên, Nghi phi cười lạnh một tiếng, vị đại trưởng công chúa này của chúng ta rất si tình đó chứ nàng có cách gì không? Thái tử đi qua cầm lấy lược tự mình trải đầu cho nàng ta, dụ dỗ, dỗ nói, nàng luôn luôn thông minh, nhanh nghĩ ra một kế sách để đại trưởng công chúa đồng ý hôn sự này. Nghi Phi quay đầu lại cho chán của hắn một cái, sẵn giọng nói, rõ ràng là chính mình cũng có thể suy nghĩ nhưng mà lại lười biếng không chịu động não, chuyện si tình của đại trưởng công chúa không có gì khác hơn là nghĩ vẫn còn cơ hội với tiêu kiêu. Nếu như nói để phu nhân đại tướng quân tự mình không báo cho nàng ta đã mang thai con của tiêu kiêu, Chàng nói xem ai bà cô già này có thể sẽ buồn bã đi lấy chồng xa quê không? Uy, thái tử nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, lại nhiệt tình hôn nàng ta, nàng nói xem, bổn cung sao có thể rời khỏi nàng được đây, những nữ tử kia trong đông cung không có một người nào bằng một phần vạn của nàng hết. Nghi phi nhìn mình trong gương, đắc ý nở nụ cười. Chương 326, phu nhân đại tướng quân. Hàn Thanh Thu Phu nhân Tiêu Kiêu đại tướng quân từng là thị nữ bên người đại công chúa, ngày xưa rất được công chúa sủng ái. Về sau Tiêu Kiêu xin ý chỉ của hoàng thái hậu gả Hàn Thanh Thu cho Tiêu Kiêu. Năm đó Tiêu Kiêu nghĩ rằng có thể cưới đại công chúa nên đã may áo cưới từ sớm và đưa cho công chúa, lúc hoàng thái hậu ban hôn Tiêu Kiêu, tự mình mở lời nhận lại áo cưới từ công chúa đưa cho Hàn Thanh Thu. Ở trong phủ công chúa có rất nhiều người đều nhớ cảnh tượng này, khi đó là đầu mùa đông. Lá rụng trong sân bị gió thổi cuốn bay ở trong sân, lúc đó công chúa đang đứng ở cửa vũ nhập các trong tay ôm áo cưới tận mắt nhìn Tiêu Kiêu nắm tay của Hàn Thanh Thu bước qua cầm lấy áo cưới trong tay của nàng ta, lạnh nhạt nói một tiếng tạ ơn sau đó nắm tay Hàn Thanh Thu đi khỏi. Lúc đó công chúa đứng ở nơi đó không cử động, giống như là một tác phẩm điêu khắc, tùy ý để cơn gió lạnh thổi qua trên gương mặt của nàng ta. Không ai biết trong lòng của nàng ta đã trải qua những hỗn loạn gì. Kể từ sau đó nàng ta giống như thay đổi thành một người khác. Hàn Thanh Thu là thị nữ ở phủ công chúa nàng ta, xuất giá là được xuất giá ở phủ công chúa. Trưa ngày hôm đó âm thanh tấu nhạc của nghi trượng đội rất náo nhiệt, Hàn Thanh Thu mặc chiếc áo cưới thuộc về công chúa hạnh phúc bước lên kiệu hoa. Công chúa vẫn đứng yên ở cổng của Vũ Nhập Các, trên mặt coi như bình tĩnh nhưng đáy mắt gần như vỡ vụn thành từng mảnh. Một cái chớp mắt liền trôi qua rất nhiều năm. Lúc đó công chúa chỉ mới có 16 tuổi, năm nay công chúa đã 28 tuổi. Thương Mai bởi vì chuyện của Lương Vương mà vô cùng phiền não, hai ngày nay lại đi đến phủ Lương Vương thuyết phục, Lương Vương căn bản không có hành động nào khác, cô rơi vào đường cùng cho nên đến phủ công chúa tìm Tráng Tráng. Cầm Chi là người bên cạnh công chúa dẫn Thương Mai đi vào, Tráng Tráng đang ngồi trước cửa Vũ Nhập các nhắm mắt lại giống như là đã ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta mở to mắt ra trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt như cũ, dường như là vẫn còn chưa trở lại hiện thực từ trong mộng đẹp. Đến rồi, nàng ta hơi đứng dậy vươn tay ra, vén y phục lên, thời tiết đã dần dần trở nên lạnh hơn. Sao lại ngồi ở cửa ra vào vậy chứ, thời tiết lạnh, đi vào trong ngoài đi. Thương Mai nhíu mày nói. Không sao hết, ở cổng mát mẻ, nhìn những chiếc lá này rơi rụng cũng đặc biệt thú vị. Chán tráng nói. Từ lúc nào mà lại có cảm giác nhàn nhã thoải mái này? thương mai nhìn sắc mặt của nàng ta không vui hả tráng tráng lên tinh thần không có chỉ là thời tiết quá lạnh người đã bắt đầu cứng lại cho nên lười vận động người vẫn còn chưa già đến mức độ đó trong tim đã già rồi tráng tráng nói rồi lại cười nhìn cô nhìn cô thật chăm chú để ta nhìn thử xem người được gả cho người mình yêu sâu đậm quả nhiên là không giống như vậy ngay cả làn da cũng sáng loáng hơn trước kia được rồi Thương Mai đánh lên tay của nàng ta một chút, bắt đầu trêu chọc rồi đó có đúng không? Tráng tráng nhìn về phía cô, "Thương Mai, có hạnh phúc không? Gả cho một người mình yêu, ngày nào cũng có thể gặp người ấy, có thể ăn cơm cùng với người ấy, đi ngủ cùng với nhau, nắm tay nhau đi đường, có thể phàn nàn quần áo của người ấy không ngay ngắn sạch sẽ, có thể vì người ấy mà may đôi giày người ấy thích nhất, có hạnh phúc không?" Trong lòng của Thương Mai chua xót ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt của nàng ta rồi đột nhiên cảm thấy tan nát gõi lòng. Tráng Tráng, Thương Mai lại không biết nói cái gì. Ngày đó tam chiều hồi môn, nàng ta nói là không yêu thì thật sự là không yêu hả. Nàng ta gạt được ai đây? Sợ là ngay cả chính mình cũng không thể gạt được. Tráng Tráng đột nhiên nở nụ cười, nhà đầu ngốc. Thương Mai nắm chặt tay của nàng ta, có thể nói cho ta biết được không? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của Tráng Tráng lóe lên. Hơi nước khẽ động, đều đã qua cả rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta với hắn cũng không thể quay lại trước kia được nữa. Thương Mai nhìn gương mặt kiên cường nặn ra nụ cười của nàng ta, trong lòng rất chua sót, nếu như không phải là yêu đến cực hạn vậy thì sao có thể đau đớn đến tan nát cõi lòng như thế này. Cầm chi, làm chút bánh ngọt mang đến cho Vương Phi đi. Tráng tráng quay đầu lại dặn dò. Vâng ạ, à, cầm chi đáp lại một tiếng rồi đi ngay. Cầm chi vừa mới đi không bao lâu. Người gác cổng đi tới, công chúa, hàn thị, phu nhân của đại tướng quân đến. Biểu cảm của tráng tráng có hơi kinh ngạc, nhiều năm như vậy đều chưa từng lui tới. Nàng ta đến đây để làm gì? Thương Mai biết chính là thị nữ kia đến, sợ là nàng ta làm tráng tráng đau lòng, thuận miệng nói không gặp, đuổi về đi. Tráng tráng lại nói để cho nàng ta vào đi. Thương Mai nhìn nàng ta, người cần gì phải làm mình khó chịu. sắc mặt của tráng tráng có chút tái nhợt lại kiên định lạ thường, không, ta đã từng nói rồi, ta đã buông bỏ chuyện cũ, ta không thể chỉ nói mà làm không được, yên tâm đi, ta không sao. Nếu như ngay cả Hàn Thanh Thu cũng không dám gặp thì sao có thể được tính là đã buông xuống. Nàng ta đã rất căm hận bộ dạng nửa sống nửa chết của mình, tuổi thanh xuân của nàng ta đều chôn vùi trong chuyện cũ vô tình ấy. Nàng ta muốn sống lại thì nhất định phải đối mặt với nó. Thương Mai nhìn thấy sự dũng cảm của nàng ta, Nhớ đến việc Lương Vương lùi bước, trong lòng thăng nhẹ nếu như Lương Vương có một nửa dũng khí của Tráng Tráng thì tốt biết bao nhiêu. Người gác cổng khom người đi ra ngoài, Tráng Tráng và Thương Mai đi vào trong phòng, một lát sau liền dẫn theo một nữ tử mặc một bộ y phục tơ lụa màu đỏ bước vào. Nhan sắc của nàng ta chỉ được xếp vào tầm trung, nhưng mà trang điểm vô cùng tinh xảo, cánh môi nhiễm màu đỏ thắm, lông mày vẽ rất tinh tế, trên làn da còn được phủ phấn trắng. Nàng ta bước đi rất chậm, Thương Mai nhìn nàng ta giống như là đang xem một bộ phim chiếu chậm, ánh nắng hạ xuống từ những kẻ lá chiếu lên lớp son phấn dày cộm chiếu trên gương mặt của nàng ta, có một tia sáng yếu ớt. Cánh môi của nàng ta mấp máy, giữa hàng lông mày là nụ cười nhẹ nhàng, một bộ dạng thông báo với thiên hạ rằng ta đây rất hạnh phúc. Nhưng mà lúc đi đến gần Thương Mai mới phát hiện khóe mắt của nàng ta vẫn bị phủ bởi nếp nhăn, lại là một lớp phấn dày đặc đều không thể che giấu được một đôi hài gấm thêu hoa được khảm nạm chân châu như ẩn như hiện dưới lớp váy đang chuyển động, thân là phu nhân đại tướng quân, trong phủ đại tướng quân, nàng ta đã vứt bỏ đi thân phận thị nữ hèn mọn, hành động đương nhiên hào phóng hơn, đứng thẳng người, lễ nghi cũng vô cùng đoàn chính, hàn thị tham kiếm công chúa, công chúa vạn phúc. Mộ dung tráng tráng nhìn nàng ta, phu nhân bình thân. Giọng nói bình tĩnh không chuyển động, khuôn mặt cũng lạnh nhạt không hề có điểm khác thường nào, nhưng gọi một tiếng này làm cho trong lòng bàn tay của thương mai đều là mồ hôi lạnh hàn thanh thu bình thân nhìn về phía thương mai trong mắt có nghi hoặc vị này là tráng tráng nói nhiếp chính vương phi hàn thanh thu vô cùng kinh ngạc nhưng mà lập tức cúi người hành lễ hàn thị tham kiến vương phi thương mai nghe thấy nàng ta mở miệng nói một tiếng hàn thị dường như là cực kỳ sợ người khác gọi tên của nàng ta cũng đúng thôi trong phủ đệ của công chúa tất cả mọi người đều gọi tên của nàng ta khi đó nàng ta vẫn còn là thị nữ thương mai nói phu nhân không cần đa lễ ngồi đi tráng tráng nói tạ công chúa hàn thanh thu rời bước đi qua ngồi xuống vừa mới ngồi xuống cầm chi mang đĩa bánh ngọt trở lên nhìn thấy hàn thanh thu cầm chi không hề nể mặt chút nào nhưng mà vẫn không hề mất chừng mực như cũ gọi một tiếng thanh thu đến rồi thương mai nhìn ra được mai phi rất căm hận hàn thị nhưng mà nàng ta hết sức phối hợp với tráng tráng, không muốn cho hàn thị sát mặt tốt, bởi vì ai cũng không quan tâm đến nàng ta. Hàn Thanh Thu nhìn kỹ cầm chi một chút rồi mới cười nói, hóa ra là cầm chi cô nương đó à, đã hơn 10 năm không gặp rồi, người thay đổi rất nhiều. Trong nụ cười của nàng ta có ý vị kiêu căng, nhìn thấy trong tay của nàng ta vẫn còn đang bận mang đồ, mà bây giờ nàng ta thì lại đang yên vị ngồi trên ghế chờ cầm chi hầu. Năm đó bên cạnh của công chúa có tứ đại nha hoàn, Cầm Chi, Quỳnh Hoa, Giao Chỉ, thanh thu độ tuổi của bốn người tương tự nhau từ nhỏ ở bên cạnh công chúa cho đến khi lớn lên rất được công chúa sủng ái. Giao Chỉ đã mất nhiều năm rồi, thanh thu xuất giá, bây giờ bên cạnh công chúa cũng chỉ còn lại có Cầm Chi và Quỳnh Hoa. chương 327, Tình Địch Hàn Thanh Thu nhìn cầm chi bày bánh ngọt ra, thuận miệng nói, cầm chi, bản phu nhân muốn trà hoa phúc kỳ tử, nếu như có mật ong thì thêm vào một chút. Cầm Chi thản nhiên nói, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi làm ngay. Thương Mai nhìn Hàn Thanh Thu, nàng ta vừa mới bước vào cửa liền có một loại cảm giác rất ưu việt, dường như là hơn người khác một bậc, thậm chí là lúc nhìn Cầm Chi còn có một loại thái độ khinh bỉ. Nhân phẩm thấp kém như vậy đó à? Thật sự làm cho Thương Mai phải mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng Tiêu Kiêu cưới cho dù là thị nữ thì cũng nên có chút đức hạnh. Nhưng mà nghe nói là Tú Nguyệt lâu có vốn của nàng ta, có thể nhìn thấy được nàng ta cầm chi sắp xếp bánh ngọt xong xuôi thì đi ra ngoài châm trà. Hàn Thanh Thu nhìn Thương Mai, lại cười nói, đã nghe qua đại danh của Vương Phi, nhưng mà vẫn không có thời gian gặp mặt, thật sự rất tiếc, may mắn là ngày hôm nay được nhờ phúc của công chúa mới có thể gặp nhau ở đây, tam sinh hữu hạnh. Thương Mai nghe thấy những lời nói này thì kinh tởm chết đi được, là những bộ dạng giả vờ bình tĩnh của nàng ta, thật sự là thiếu chút nữa đã tức đến nỗi đánh một bàn tay tới tinh thành chỉ lớn có nhiều đó thôi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Thương Mai lạnh nhạt nói. Hàn Thanh Thu nói, đúng vậy, sớm muộn đều sẽ gặp nhau, tướng quân nhà ta cùng với vương gia cũng có giao tình rất sâu đậm, quả thật là chúng ta nên thường xuyên lui tới. Hàn Thanh Thu nói rồi lại nhìn tráng tráng một chút, trong tay của tráng tráng bưng một ly trà, biểu cảm lạnh nhạt. Thương Mai nở một nụ cười quái dị, chuyện của nam nhân ta cũng không bao giờ hỏi. Muốn lôi kéo làm quen à, thật sự không cần thiết đâu. Hàn Thanh Thu có chút xấu hổ, đúng là nàng ta đang muốn lôi kéo làm quen với Thương Mai, bởi vì biết Tiêu Kiêu thường xuyên đến Vương Phủ, hơn nữa Tiêu Kiêu đối với Hạ Thương Mai tán thưởng có thừa, nàng ta cho rằng nếu như nàng ta với Hạ Thương Mai có thể làm bằng hữu của nhau vậy thì Tiêu Kiêu có lẽ sẽ nhìn nàng ta bằng một con mắt khác. Nhưng mà không nghĩ đến là Hạ Thương Mai ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, một mũi nhọn này ăn cũng rất cứng. Cầm chi bưng trà đi lên nặng nề đặt lên trên bàn, trà hoa cúc cầu kỳ không có mật ong công chúa không thích mật ong nên ở trong phủ không có phu nhân uống tạm hàn thanh thu nhìn cầm chi thản nhiên nói cầm chi nhiều năm như vậy rồi mà cũng không thay đổi nói chuyện rất ngông cuồng cũng chỉ có một mình công chúa mới có thể chịu được tính tình như thế này của ngươi đổi lại là người khác chỉ sợ là đã sớm bị đuổi ra bên ngoài cầm chi tức giận đến xanh cả mặt ngươi tráng tráng ngẩng đầu lên nhìn hàn thanh thu hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì không Hàn Thanh Thu nhìn về phía tráng tráng, nụ cười chậm rãi xuất hiện, thiếp thân nghĩ là đã lâu lắm rồi không gặp công chúa, cho nên cố ý đến đây thăm hỏi. Lễ vật đâu? Sắc mặt của tráng tráng hờ hững hỏi. Hàn Thị hơi giật mình, lễ vật. Đúng vậy, lễ vật, ngươi là phu nhân nhất phẩm đại tướng quân, chẳng lẽ là chút cấp bậc lễ nghĩa đó mà cũng không hiểu nữa à? Đi đến phủ của người khác thăm hỏi, người vẫn là đi tay không? Tráng tráng cất cao giọng nói, nói chuyện lạnh như băng, xem ra là cũng chỉ có phủ đại tướng quân mới có thể chấp nhận được phu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu như đổi lại là một gia đình quyền quý khác thì đã sớm bị đuổi ra bên ngoài rồi. Tráng tráng luôn luôn che chở, hàn thanh thu nhầm vào nàng ta thì thôi đi, xem như là nàng ta có gan nhưng mà còn muốn bóp quả hồng mềm, cầm chi cùng có thể coi như là tỉ muội của nàng ta, ngày hôm nay gặp phải tình cảnh đó ngay cả xuất thân cũng không thừa nhận. Thương Mai âm thầm khen hay, xem ra tráng tráng đủ cứng rắn. Hàn thị ngượng ngùng cười nói, thật sự xin lỗi, vốn dĩ đã chuẩn bị lễ vật, ai ngờ lúc ra khỏi cửa nha hoàn lại quên mất. Nói xong, nàng ta quay đầu lại lớn tiếng quát nha hoàn của nàng ta, cẩu vật, đầu óc dùng để làm gì vậy hả, chút trí nhớ mà cũng không có, đã thấy thất lễ với công chúa chưa, đã liên tục nhắc nhở ngươi nhớ kỹ phải mang theo lễ vật, công chúa không giống như những phu nhân quý môn khác, coi trọng nhất là chuyện này, trở về sẽ dạy dỗ các ngươi một trận một phen này chỉ là cây dâu mắng cây hòe không hề cao minh chút nào nhưng mà lại tràn đầy ác ý thương mai thật sự nghi ngờ hàn thanh thu này lấy sức lực từ đâu mà lại dám làm càng ở phủ công chúa như vậy hẳn là nàng ta cho rằng bây giờ mình chính là phu nhân đại tướng quân công chúa phải xem sắc mặt của nàng ta à hay là có chỗ dựa khác tráng tráng nói thôi bỏ đi đã quên rồi thì một lát nữa sai người đưa đến là được nếu như ngươi đến đây thỉnh an vậy thì dập đầu mấy cái rồi trở về đi bổn cung và vương phi còn có lời muốn nói với nhau. Hàn Thanh Thu thật sự không nghĩ đến cho dù đã ra trôi qua 11 năm rồi đại công chúa vẫn xem nàng ta như là thị nữ như lúc trước. Nàng ta đường đường có thân phận là phu nhân đại tướng quân, lại kêu nàng ta dập đầu mấy cái. Nàng ta cắn răng đứng dậy, cúi người nói thiếp thân nên dập đầu với công chúa, nhưng mà thiếp thân đang có thai, quỳ xuống không tiện, nếu như công chúa thật sự không thích nhìn thấy thiếp thân thì thiếp thân xin cáo từ. Nàng ta dùng từ cáo từ mà không phải là cáo lui. Cho dù là vương phi như Thương Mai, nếu như thật sự nói đến chuyện tới lui thì hai chữ cáo lui này vẫn phải nói. Nhưng mà không có người nào bắt bẻ hai chữ này của nàng ta, bởi vì Thương Mai và Tráng Tráng đều bị câu nói có thai của nàng ta làm cho kinh ngạc. Thương Mai nhìn thấy huyết sắc trên gương mặt của Tráng Tráng nhanh chóng rút đi, trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, hai tay dùng sức nắm chặt lấy tay vịn của cái ghế, dùng hết toàn lực ngăn cản tâm trạng của mình. Thương Mai sợ tráng tráng mất khống chế thì sẽ để Hàn Thanh Thu đạt được ý nguyện, cho nên muốn quát một tiếng cho nàng ta đi. Nhưng mà tráng tráng cũng chỉ im lặng một lát liền khôi phục trạng thái bình thường, nàng ta nhìn Hàn Thanh Thu rồi nói, ừ, nếu như có thai thì chỉ cần quỳ xuống dập đầu một cái là được rồi. Hàn Thanh Thu vẫn luôn nhìn tráng tráng, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của nàng ta thay đổi nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại bình tĩnh, 11 năm không gặp, nàng ta quả thật đã thay đổi rất nhiều mục đích đã đạt được, nàng ta cũng không dây dưa nữa, dựa theo lời dặn dò của tráng tráng, đỡ bụng của mình quỳ xuống dập đầu thiếp thân cáo từ. Nói xong, nàng ta dẫn theo nha hoàn đứng thẳng lưng rời khỏi. Cầm chi mắng mỏ, cái loại người gì vậy? Sau này ai cũng không cho nàng ta bước vào, cho dù là có lệnh của công chúa cũng không được. Thương Mai nhìn về phía tráng tráng, trong mắt của tráng tráng chứa đầy nước mắt, nàng ta lẩm bẩm thương Mai, trung quy vẫn là do ta đã đánh giá cao mình. Thương Mai nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta trong lòng cũng vô cùng khó chịu, cô hận Hàn Thanh Thu thấu xương. Tiêu Kiêu thành thân thật là nhiều năm như vậy rồi không có tin tốt với phu nhân, tại sao vừa mới trở về hơn hai tháng mà lại để nàng ta mang bầu rồi. Tiêu Kiêu à, người cần gì phải trở về. Tráng tráng bỗng nhiên che mặt khóc nấc lên, đại trưởng công chúa như thế này Thương Mai chưa từng nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Cầm chi cũng khóc, công chúa. Thương Mai nhỏ giọng nói, cầm chi, người đi ra ngoài đi, ta với công chúa có vài lời muốn nói với nhau. Cầm chi nghẹn ngào nói, tạ ơn vương phi. Nàng ta lui ra ngoài đóng cửa lại. Thương mai nhẹ nhàng ôm lấy tráng tráng, khóc là được rồi. Cô không biết cách an ủi người khác, nhưng mà cô cũng cho rằng lúc này bất cứ lời an ủi nào cũng là vô dụng. Có một vài nỗi đau mà người bên ngoài không có cách nào giúp đỡ được, chỉ có thể tự nhấm nháp một mình từng chút từng chút một. Tráng tráng lau đôi mắt cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười, không có gì phải khóc hết, thật ra thì cũng không có gì phải khóc, đều đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, cũng sớm nên buông xuống. Thương Mai nhìn thấy nàng ta miễn cưỡng bản thân như vậy, kiềm chế bản thân như vậy, lại càng đau lòng hơn nữa, nếu như ngươi cảm thấy khổ sở thì cứ nói với ta đi, có một số việc nói ra còn thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi mắt của tráng tráng sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ đến lợi hại, không có câu chuyện cố tươi đẹp, nói ra rồi sợ là làm bẩn lỗ tai của ngươi thôi nói ra đi, nói ra rồi đó mới chính là lời cáo biệt dũng cảm. Thương Mai cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, rõ ràng là Tiêu Kiêu cũng rất yêu tráng tráng, chắc chắn cô không hề nhìn lầm. Hai người đều yêu nhau sâu đậm như vậy tại sao cuối cùng lại không ở bên nhau, còn nữa, tại sao Tiêu Kiêu phải cưới một nữ tử như là Hàn Thanh Thu, dựa vào thân phận là hậu thế của tỉnh quốc hậu. Nếu như hắn không cưới tráng tráng thì có thể cưới một nữ tử có xuất thân cao hơn và dung mạo xinh đẹp hơn nhưng mà thị nữ này muốn tư sắc không có tư sắc, muốn xuất thân cũng không có xuất thân. chương 328, câu chuyện của Tráng 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 suy nghĩ một chút và đột nhiên ngẩng đầu lên nói, để cầm chi mang một bầu rượu vào, bỗng nhiên có hơi muốn uống rượu. Thương Mai đứng dậy, được rồi, để ta đi dặn dò cho, uống một chút rượu. Uống rượu có thể giải tỏa được tâm trạng của mình, cô hy vọng là tráng tráng đừng dày vò mình đau khổ như vậy. Bởi vì thời tiết hơi lạnh, Cầm Chi lại nhìn thấy công chúa khóc, cho nên mang rượu ấm tới. Uống ít thôi công chúa." Cầm Chi rót rượu cho công chúa một chén rồi lại đổ tiếp, "Thôi bỏ đi, muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, uống say rồi muốn đi đánh người thì cứ đánh người, muốn đi giết người thì cứ đi giết người, chúng ta không thể chịu cục tức này được." Sự quan tâm của Cầm Chi đối với Tráng Tráng đã vượt qua khỏi quan tâm của thị nữ đối với chủ tử, nàng ta thật lòng thương yêu Tráng Tráng phần tình cảm chủ tớ như thế này làm cho thương mai phải cảm động. Tráng tráng ngẩng đầu lên nhìn cầm chi, nhỏ giọng nói ta không sao đâu, người đi ra ngoài trước đi, Quỳnh Hoa sắp trở về rồi, người đến thu xếp một chút giữ Vương Phi ở lại đây dùng cơm. Vậy được rồi, có Vương Phi ở đây với người, nô tỳ của yên tâm hơn. Cầm chi nói xong liền đi ra. Tráng tráng cầm rượu lên ngửi một cái, nhưng mà cũng không uống, nàng ta cười cười, những năm gần đây ta thật sự rất ít uống rượu, có đôi khi uống cùng với bọn lão thất, uống mấy chén như vậy, cũng không dám nghiền rượu, có người nói uống rượu có thể giải tỏa được nỗi sầu vô tận, những người nói ra được câu này chắc là trong lòng cũng không lo lắng buồn phiền, uống say rồi trong lòng càng khó chịu hơn thì ngươi cũng không có cách nào khống chế được khổ sở trong lòng mình. Thương Mai nghe thấy lời nói này, trong lòng nhíu chặt lại, trong nội tâm của nàng ta phải khó chịu bao nhiêu mới có thể có một trải nghiệm sâu sắc như vậy. Lúc ta có một thân một mình thì ta sẽ không uống rượu không dám, sợ uống rồi thì lại không có cách nào khống chế được mình. Trong đáy mắt của nàng ta dần dần có lớp sương mù, vẫn còn treo nụ cười, trong nụ cười còn có hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống theo gương mặt rơi vào trong chén. Nàng ta ngửa đầu lên uống hết rượu và nước mắt. Người có tin hay không, từ lúc bắt đầu ta không hề thích hắn, là con người cứng ngắc, đứng đắn, nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, tuổi nhỏ mà lại học người lớn mang một bộ mặt chết, tính ta không thích loại người không thú vị giống như là hắn, cho nên trong khoảng thời gian lúc đầu hắn ở trong cung ta luôn luôn bắt nạt hắn, chọc ghẹo hắn, có một lần ta còn cố ý đặt con rắn ở sau lưng của hắn, ta chỉ là muốn nhìn xem gương mặt không cứng nhắc và nghiêm túc của hắn sẽ trông như thế nào. Thương Mai im lặng lắng nghe, cho dù là không hiểu thì cũng không hỏi, để cho nàng ấy nói chính là một loại phương thức để phát tiết. Sau đó lại giống như gặp quỷ, vậy mà ta lại thích hắn. Lúc phát hiện thích hắn là khi nào nhỉ, ta cũng đã quên mất rồi, nhưng mà ta thích hắn, ta cũng không thể thừa nhận được, ta là đại trưởng công chúa, là ngôi sao sáng, hoàng huynh của ta coi như là viên ngọc quý trên tay, hoàng tầu coi ta như là con gái mà đối đãi. ta là một người duy nhất muốn gió được gió, muốn mưa được mưa với hoàng hậu. sao ta có thể thừa nhận là mình thích cái đầu gỗ như hắn được cơ chứ? hơn nữa ai biết được hắn nghĩ như thế nào? nếu như hắn không thích ta, vậy thì ta sẽ đau lòng muốn chết. tráng tráng lại rót thêm một chén rượu, sau khi uống xong thì lại tiếp tục cười nói khi đó bên cạnh ta có bốn thị nữ, cầm chi, quỳnh hoa, giao chỉ, thanh thu, bốn người bọn họ đối xử với ta vô cùng tốt, bởi vì mọi người cùng lớn lên với nhau, lúc bọn họ bảy tuổi thì đã ở bên cạnh của ta, danh phận là chủ tớ nhưng mà là bạn của nhau, bạn tốt, chúng ta cùng nhau lớn lên, chậm rãi lớn lên. Tuổi dần dần lớn lên, tiêu kiêu vẫn còn chưa nói với ta là thích ta, trong lòng của ta vô cùng sốt ruột, ta đều âm thầm nhắc nhở hắn nhưng mà có làm như thế nào cái đầu gỗ này căn bản cũng không hiểu gì hết, ta rất tức giận, cảm thấy hắn chướng mắt. Lúc đó Thái tử Lương Quốc đến, hắn nói hắn nhìn chúng ta, cầu hôn ta với Hoàng Huynh, muốn cưới được ta đến Lương Quốc, năm đó ta 15 tuổi. Nụ cười của nàng ta càng lúc càng trở nên đắng chát, dừng lại một hồi lâu, thần sắc giật mình ngơ ngẩn dường như là đang cảm thấy những chuyện này giống như là chuyện của đời trước. Đương nhiên là ta không đồng ý hòa thân rồi, Ta không đồng ý rời khỏi Tiêu Kiêu, mặc dù hắn là đầu gỗ, mặc dù hắn cũng không nói thích ta. Ta nói với Hoàng huynh rằng ta không muốn gả đi, Hoàng huynh trách ta tùy hứng, ta bị làm hư, khi đó ta mới biết được hóa ra là Hoàng huynh lại không thích ta, thậm chí là còn ghét ta nữa, buồn cười biết bao nhiêu nhỉ. Vậy mà ta còn tưởng là huynh ấy rất yêu thương người muội muội này. Ta trở về cùng khóc một trận, khóc một hồi lâu, Tiêu Kiêu vẫn luôn nhìn ta khóc, cũng không an ủi ta. Đứng đó giống như là một cái cọc gỗ, chờ ta khóc đủ rồi thì hắn đi tới. Cai chén ở trong tay của tráng tráng lay động một chút, vẻ mặt rốt cuộc cũng đã có một tia ngọt ngào, hắn ôm lấy ta, lại hôn môi của ta, hắn nói là hắn muốn đi cầu xin Hoàng Huynh nói là muốn cưới ta. Sau khi hắn nói xong thì liền đi ngay, hắn đi một hồi lâu rồi mà ta cũng còn chưa lấy lại tinh thần, cứ ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương mặt của mình từ từ đỏ lên giống như là con tôm luộc nàng ta nhẹ nhàng thở ra bây giờ hồi tưởng lại đó chính là thời điểm hạnh phúc nhất của ta thương mai nhìn nàng ta sau khi uống vài chén rượu gương mặt của nàng ta cũng đỏ ửng lên giống như con tôm luộc nhìn rất xinh đẹp thương mai cảm thấy trên đời này không có người nào xinh đẹp hơn nàng ta thương mai nhịn không được mà đỏ hoe đôi mắt hít thở sâu một hơi kiềm chế cảm xúc muốn khóc tráng tráng nói tiếp hắn đi cầu xin hoàng huynh sao hoàng huynh có thể đồng ý được cơ chứ Hắn quỳ gối hai ngày hai đêm không ăn một hạt cơm, cũng không uống một ngụm nước, ngất xỉu ở trước cửa Ngự Thư phòng. Hoàng huynh tạo áp lực với Tiêu gia, nếu như hắn cứ tiếp tục tự ý làm bậy thì sẽ tước đoạt danh hiệu Nghị quốc hậu thế tập. Tiêu gia đều oán trách hắn, phụ thân của hắn kéo hắn đi, đánh hắn ở ngự tiền, đánh đến nỗi cả người của hắn đầy thương tích, cả người hắn đều là máu, ta trốn ở đằng sau cây cột nhìn hắn, ánh mắt của hắn đều đỏ hết cả lên, hắn hét to lên với phụ thân, hắn nói là muốn cưới ta muốn cưới đại trưởng công chúa có chết cũng muốn cưới nàng ta đột nhiên che mặt lại khóc giống lên nước mắt chảy ra từ giữa cái ngón tay rốt cuộc thương mai cũng đã không nhịn được nữa cùng nhau khóc với nàng ta nói như vậy thật sự là bọn họ gặp biết bao nhiêu trắc trở một hồi lâu sau tráng tráng mới bình ổn hô hấp lại mang theo giọng mũi nặng nề nói khi đó hoàng huynh nói với ta nếu như hắn tiếp tục quỳ gối ở trước điện thì hắn sẽ phải chết có chết đi rồi cũng sẽ trở thành tội nhân của tiêu gia ta quỳ gối ở trước điện cầu xin Hoàng Huynh bỏ qua cho chúng ta, nhưng mà Hoàng Huynh nói ý chỉ đã được hạ rồi, không có cách nào sửa đổi được, kiên trì muốn ta đến lương quốc. Ta thỏa hiệp, bởi vì hắn chết rồi thì ta có sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, hơn nữa ta cũng không muốn hắn phải trở thành tội nhân của tiêu gia. Vì để cho tiêu kiêu hết hy vọng, ta nói với hắn rằng ta đã gặp thái tử lương quốc, hắn văn võ xong toàn trí tuệ dũng mãnh, vừa tuấn mỹ lại vừa tình thú, ta nói là ta thích hắn. Tiêu kiêu không tin, hắn giống như bị điên mà đập hết tất cả đồ vật ở trong cung của ta, ta nhìn hắn đập, sau đó sai người đuổi hắn ra ngoài, vì để hắn hoàn toàn tin tưởng, ta còn cố ý ôm ấp với thái tử lương quốc ở trước mặt của hắn. Tráng tráng nâng đôi mắt sưng đỏ lên, đôi mắt buồn bã vỡ vụn, hắn cứ im lặng ở đó nhìn bọn ta ôm ấp nhau, hắn nhìn bọn ta cười đùa với nhau, một hồi lâu sau hắn đi khỏi không nói một lời nào. Giọng điệu của tráng tráng đau thấu tim gan, làm cho thương mai cảm nhận như chính mình trải qua chuyện đó, nhưng mà câu chuyện cũ này không phải được dừng lại ở đây. Sau đó Tiên đế Băng Hà, sau khi hoàng tử lên ngôi thì đã hủy bỏ hôn sự này. Đây là do Thương Mai biết được một phần từ trong miệng của Mộ Dung Khanh, cô cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ hoàng thượng lên ngôi. Chương 329, tìm Tiêu Kiêu hỏi cho rõ ràng. Tráng Tráng nói xong những lời này lại tiếp tục uống liền ba chén, rượu chảy vào người, nàng ta ho khan một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình thường. Sau khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, Hoàng huynh Băng Hà, thái tử đăng vị, phong ta làm chấn quốc đại trưởng công chúa, Hoàng tẩu cũng được phong làm hoàng thái hậu. Tỷ ấy luôn luôn yêu thương ta, cho nên đã cầu tình với hoàng thượng, lại lấy di chỉ của phụ hoàng ta ra, trong di chỉ đã nói bất cứ kẻ nào cũng không thể miễn cưỡng ta làm chuyện mà ta không muốn làm. Thương Mai nghe nói đến đó thì lại không hiểu, tại sao không sớm lấy phần di chỉ này ra? Tráng Tráng nhìn Thương Mai, cười khổ một tiếng, lúc đó tẩu ấy là hoàng hậu của hoàng huynh, phần di chỉ này cũng vẫn luôn do hoàng huynh giữ, cho nên tẩu ấy cũng không có cách nào lấy được. Người cảm thấy là hoàng huynh sẽ tùy ý để cho tẩu ấy lấy di chỉ này ra để thông cáo với thiên hạ. Sau khi hoàng huynh băng hà tỷ ấy mới lấy phần di chỉ này, mà hoàng thượng lại là con của tỷ ấy, lời nói của tỷ ấy lại có trọng lược. Sau khi lấy phần di chỉ này ra thì tỷ ấy đã đọc ở trong chiều, hoàng huynh đồng ý từ hôn, lại phái sứ giả đến lương quốc từ hôn, ta và Tiêu Kiêu cũng có thể coi như danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hắn làm áo cưới cho ta, chiếc áo cưới đó được làm từ 12 người thợ thủ công thêu lại với nhau, tơ lụa màu đỏ chót, những hoa văn tinh xảo được thêu bằng những sợi chỉ vàng. Sau khi làm xong áo cưới rồi thì hắn tặng cho ta, ta đã mặc thử trước mặt của hắn, hắn nhìn ta một hồi lâu sau đều không rời tầm mắt, hắn nói chờ đến lúc ta tròn 16 tuổi thì sẽ cầu hôn với hoàng thượng, cưới ta vào nhà trong mắt của tráng tráng dần có cảm xúc ngọt ngào, nàng ta nhìn thấy một vài bức tranh tươi đẹp đang chậm chậm hiện ra trước mặt của nàng ta, đó là một hồi ức tốt đẹp giữa nàng ta và tiêu kiêu, là khoảng thời gian tốt đẹp. Nhưng mà phần tươi đẹp này đã không duy trì bao lâu, nàng ta đột nhiên kinh ngạc. Vào cái năm sinh nhật 16 tuổi của ta, hắn nói với ta là sẽ tặng cho ta một phần lễ vật, một phần lễ vật mà cả một đời này ta cũng không thể quên được. Sáng ngày hôm đó ta đã chờ đợi, chờ đợi hắn đến, ta biết là hắn đi đâu, bởi vì trước đó cầm chi đã nói với ta hắn đến ngự thư phòng. Chúng ta đều chờ ở đó, đợi từ sáng cho đến đêm cũng không gặp hắn, ngày thứ hai hắn vẫn không đến. Thanh Thu và Giao chỉ nhìn thấy ta khổ sở sốt ruột cho nên đến ngự thư phòng nghe ngóng tin tức, nhưng không nghe ra bất cứ tin tức gì liền xuất cung đi tìm tiêu kiêu. Cả ngày hôm đó cũng không trở về, hai người bọn họ cũng chưa từng trở lại, ngày thứ ba tìm được thi thể của Giao chỉ ở trong hồ, nàng ấy bị người ta đẩy xuống giết chết, nhưng mà ta không tìm được hung thủ ngày thứ tư thanh thu trở về nàng ta quỳ gối trước mặt của ta nói là tiêu kiêu muốn cưới nàng ta hai người đều đã có chứng thực phu thê ta nhận phải đã kích cả hai lần gần như là sự sụp đổ chạy ra khỏi cung đi tìm tiêu kiêu vậy mà hắn lại biến thành một con người khác dùng một ánh mắt căm hận nhìn về phía ta hắn nói kể từ khi hắn nhìn thấy ta và thái tử lương quốc ôm nhau hắn đã nhận định ta thay lòng đổi dạ sau đó hắn làm ra tất cả mọi chuyện đều là vì muốn trả thù ta người mà hắn chân chính thích đó chính là Thanh Thu. Hắn sai người đuổi ta đi, vào ngày hôm đó đã vào cung cầu Hoàng thượng ban hôn, Hoàng thượng giận dữ muốn giết Tiêu Kiêu, tịnh quốc hậu đi cầu xin Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cứu Tiêu Kiêu, cũng là do bà ấy đã ban hôn cho Tiêu Kiêu, ý chỉ ban hôn được đưa ra, hắn tự mình đến tìm ta muốn đòi lại áo cưới. Lúc tráng tráng tự thuật lại đến đoạn cuối cùng tốc độ nói chuyện rất nhanh, gần như là không dừng lại, nói chuyện không hề có một chút tình cảm nào, dường như người gặp phải tổn thương đó căn bản cũng không phải là nàng ta. Lúc nói đến đoạn này nước mắt của nàng ta đã ướt đẫm, cả người run rẩy, ngay cả răng cũng đang run, như là rất lạnh rất lạnh. Thương Mai suy nghĩ cẩn thận lại một chút, chắc chắn Tiêu Kiêu sẽ không bỗng nhiên thay lòng đổi dạ, cũng không tồn tại cái gọi là trả thù, vấn đề chắc là xuất hiện ở hắn vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Tráng Tráng. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi tìm Hoàng thượng nói là cầu hôn, Cầu hôn có thành công không? Ngày hôm đó hắn không đi tìm tráng tráng, ngày hôm sau cũng không đến, tráng tráng phái người đi tìm hắn, hàn thanh thu và giao chỉ được phái đi cũng không thể trở về cùng một ngày. Ngày thứ ba lại phát hiện ra thi thể của giao chỉ, ngày thứ tư hàn thanh thu trở về nói là có chứng thực phu thê với tiêu kiêu. Bốn ngày hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại để tiêu kiêu đối xử với tráng tráng tuyệt tình như vậy? hay là do lúc hàn thanh thu đi tìm tiêu kiêu đã nói gì đó trước mặt tiêu kiêu không giả thiết thì không thể thành lập được căn cứ vào lời nói của tráng tráng sự nghiêm túc và cố chấp của hắn đối với tình cảm này đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của mọi người cho nên hắn sẽ không bởi vì lời nói nào của hàn thanh thu mà trở nên kiên quyết với tráng tráng nhưng mà hàn thanh thu thực sự có chứng thực vợ chồng với hắn chuyện này chắc chắn là thật nếu không thì hoàng đế cũng sẽ không tức giận Tiêu Kiêu đứng ở trước mặt của Tráng Tráng nói là hắn và Hàn Thanh Thu thật lòng yêu nhau, cái này đương nhiên là giả, bởi vì nếu như thật lòng yêu nhau thì không có lý do gì sau khi kết hôn một mình hắn ở bên quan không dẫn theo Hàn Thanh Thu. Ban đầu là do đánh trận, nhưng mà sau khi chiến sự đã kết thúc rồi mà hắn cũng vẫn ở lại biên quan chỉnh đốn binh sĩ, đóng quân trường kỳ, chuyện này không hợp lý. Thương Mai cho rằng chuyện nào mà không hợp lý thì chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà Thương Mai cũng không phân tích những chuyện này với Tráng Tráng, trước khi vẫn còn chưa làm rõ tất cả mọi chuyện thì cô không thể nói, tránh cho nàng ta có hy vọng viễn vông. Thương Mai suy nghĩ liên tục, cảm thấy nhất định phải tìm Tiêu Kiêu một chuyến. Tráng Tráng uống say, Thương Mai nói với Cầm Chi là cô không dùng cơm ở đây, cô và nàng ta cùng nhau đỡ Tráng Tráng trở về nghỉ ngơi. Thương Mai nhìn thấy Tráng Tráng ngủ rất say, dự định rời đi, đang đứng dậy Tráng Tráng lại kéo tay của cô lại, nhìn cô rồi nói thương mai cô đã từng thử chưa rất yêu rất yêu một người yêu đến nỗi cô không biết phải làm sao bây giờ nước mắt của thương mai gần như đều rơi xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng ta có cô rất yêu rất yêu cô tráng tráng nở nụ cười men say tránh choáng nàng ta thở phào nhẹ nhõm nếu như ta là nam tử thì ta cũng muốn cưới tráng tráng thật tiện nghi cho cái tên lão cẩu lão thất này nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại lại thở một hơi nhẹ nhõm sau đó chìm vào giấc ngủ. Thương tiếc tráng tráng bao nhiêu thì lại tức giận tiêu kiêu bấy nhiêu. Thương Mai vốn dĩ muốn ở lại bầu bạn với tráng tráng, nhưng mà cô thật sự nhịn không được cục tức ở trong lòng. Ra khỏi phủ công chúa, ra lệnh cho đao lão đại, đi tìm tiêu kiêu, xem xem đang ở trong hầu phủ hay là đang ở trong phủ đại tướng quân. Tiêu đại tướng quân, ngày hôm nay ngài ấy muốn đến vương phủ, đao lão đại nói. Sao ngươi biết, Thương Mai hỏi, ngày hôm qua nghe Tô tướng quân nói. Hồi phủ, Thương Mai ra lệnh, trở lại Vương phủ, quả nhiên Tiêu Kiêu đã đến, Nghiêm Vinh nói là hắn đang nói chuyện với Vương gia trong ngự thư không? Thương Mai đứng chờ ở cửa thư phòng, bọn họ lựa chọn nói chuyện trong thư phòng vậy thì chắc chắn là chuyện triều chính, cô vẫn còn biết công biết tư rất rõ ràng. Có cần phải nói với Vương gia một tiếng là người đang chờ ở đây không? Nghiêm Vinh thấy sắc mặt của Thương Mai không tốt, tưởng rằng là phu thê của bọn họ giận dỗi nhau. Thương Mai lắc đầu, không cần đâu, ta chờ ở chỗ này là được rồi. Nghiêm Vinh đành phải lui ra, trong lòng âm thầm than, vương ra, người tự mình cầu phúc đi. Thương Mai đứng đợi ở cửa ra vào nửa canh giờ, Tiêu Kiêu và Mộ Dung Khanh mới mở cửa đi ra. Nhìn thấy Thương Mai đang chờ ở bên ngoài Mộ Dung Khanh cảm thấy có chút bất ngờ, về rồi à? Không phải là muốn đi đến Phủ Lương Vương ư? Tiêu Kiêu nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của Thương Mai, cũng cho là giữa phu thê bọn họ cải vã nhau, liền nói với mộ dung khanh ta đi trước. Hắn vừa mới bước xuống thềm đá, Thương Mai lạnh lùng thốt lên, tiêu đại tướng quân đi gấp gáp như vậy à. Cũng đúng thôi, phu nhân đang mang thai mà, đương nhiên là người phải trở về cung phụng cho chu đáo. Tiêu Kiêu nghe thấy lời nói này, không khỏi quay đầu lại nhìn Thương Mai, người nói cái gì. Trường 330, Tiêu Kiều đánh vợ, Thương Mai bước từng bước đi về phía trước, trong đôi mắt đang có ngọn lửa giận thiêu đốt hừng hực, ta nói cái gì ở trong lòng của ngươi biết rõ ràng, ta biết là ngươi muốn làm cha, bây giờ ngươi rất hạnh phúc, nhưng có thể quản phu nhân của ngươi được hay không? Đừng để đến trước mặt của tráng tráng diếu võ dương oai, xây dựng hạnh phúc của các người trên nỗi đau của người khác, các người cảm thấy yên lòng như vậy à? Sắc mặt của tiêu kiêu khẽ thay đổi, ý của Vương Phi là Hàn Thanh Thu đi tìm công chúa, nàng ta nói với công chúa rằng nàng ta mang thai. Mộ Dung Khanh bước lên, thắc mắc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, người xui xẻo Hàn Thanh Thu đó mang thai à? Thương Mai không trả lời câu hỏi của Mộ Dung Khanh, nghiêm túc nói với Tiêu Kiêu, không sai, ngày hôm nay nàng ta Huy Anh Hoang đi đến phủ công chúa, nói là đến Thỉnh An công chúa nhưng mà lại vô tình cố ý thông báo với công chúa rằng nàng ta đang mang thai con của ngươi. Tiêu Kiêu à, lòng người được làm bằng thịt, hạnh phúc của các người là chuyện của các người, xin đừng làm tổn thương đến người khác có được không hả? nể tình ngươi và tráng tráng lớn lên cùng với nhau ngươi giữ lại chút lòng từ bi với nàng ấy đi những năm gần đây nàng ấy sống một cuộc sống không phải của con người ta là người ngoài cuộc nhìn thấy cũng rất đau lòng tốt xấu gì ngươi cũng đã từng yêu nàng ấy buông tha cho nàng ấy đi có được không thương mai nói rất tức giận lại nhịn không được mà phất phất bàn tay ngươi trở về biên cương đi ngươi ở lại đây làm cái gì hả ngươi còn muốn hại nàng ấy bao lâu nữa sắc mặt của tiêu kiêu trở nên rất khó coi một câu cũng không nói quay đầu lại đi ngay. Thương Mai đuổi theo, người nói chuyện cho rõ ràng. Tiêu Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, người muốn biết là có chuyện gì xảy ra đúng không? Được thôi, đi cùng luôn đi. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Thương Mai căm hận nói, được thôi, ta sẽ đi theo nhìn các ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Mộ Dung Khanh giữ chặt cánh tay của cô lại, chuyện phu thê nhà người ta nàng xen vào làm cái gì? Thương Mai rất giận, ta chính là muốn nhúng tay vào đó ta có việc, người đầu tiên đứng ra là tráng tráng, bây giờ nàng ấy đang có việc bị người khác làm tổn thương, thấy nàng ấy như thế, ta đều giận đến nỗi sắp nổ tung đây này. Mộ Dung Khanh nhìn thấy quả thật là cô rất tức giận, thuận theo nói, được rồi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Sau khi tiêu kiêu hồi kinh thì vẫn luôn ở lại hầu phủ, gần như là không trở về phủ đại tướng quân. Đây là lần thứ hai hắn trở về sau khi hồi kinh. Nơi này là nơi của Hàn Thanh Thu ở, là người mà hắn không muốn gặp. Lần đầu tiên trở về là trưởng bối hầu phủ nói đến uống chén trà, ngồi một chút, hắn là người có phủ đệ riêng của mình, cho nên chỉ có thể hồi phủ đại tướng quân chào hỏi. Đây là lần thứ hai, hắn thật sự rất muốn biết nàng ta mang thai con của mình như thế nào. Quản gia trong phủ nhìn thấy Tiêu Kiêu trở về vô cùng kích động, đại tướng quân trở về. Vội vàng chạy vào trong phủ bẩm báo, vui mừng hớn hở. Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau, thương mai âm thầm nghi hoặc. Hạ nhân trong phủ vui mừng cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ là bình thường tiêu kiêu không trở về? Tiêu kiêu mang theo khuôn mặt bình tĩnh giận dữ bước vào, tay áo màu đen bởi vì bước đi cực kỳ nhanh mà tung bay, vừa đi vừa hỏi Hàn Thanh Thu đâu rồi? Đại tướng quân, phu nhân đang ở trong phòng, nô tài sai người đi mời ngay đây. Quản gia lập tức quay đầu lại ra lệnh cho người, tranh thủ thời gian đi, thông báo với phu nhân đi, nói là đại tướng quân trở về. Vâng, hạ nhân vội vàng đi ngay. Quản gia muốn cởi áo choàng ngoài ra cho tiêu kiêu, nhưng mà tiêu kiêu lại ngồi xuống, quản gia khẽ giật mình, đại tướng quân còn muốn đi. Tiêu kiêu thản nhiên nói, ừ. Tay của quản gia dần giữa không chung, dường như là có chút khó chịu, vừa mới trở về mà lại muốn đi rồi, không ở thêm mấy ngày ư. Không được, sau này hắn nói. Tiêu kiêu nói mà không có biểu cảm gì. Quản gia đáp lời, vâng, sau này, nô tài đợi đại tướng quân trở về, nếu như nô tài có thể sống lâu như vậy. Thương Mai nghe thấy đoạn đối thoại này cô càng trở nên hồ đồ hơn, Tiêu Kiêu đã hồi kinh hơn 2 tháng, tại sao quản gia trông giống như là không gặp hắn vậy chứ? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, Thương Mai ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy Hàn Thanh Thu dẫn theo hai thị nữ bước tới, trên mặt của Hàn Thanh Thu có nét vui mừng, thậm chí còn không nhìn thấy mộ Dung Khanh và Thương Mai, đi thẳng đến trước mặt của Tiêu Kiêu nhìn hắn, chàng trở về rồi. Tiêu Kiều Dương đôi mắt đen láy lên nhìn nàng ta, đôi mắt băng giá, cánh môi lại cong lên một nụ cười lạnh, phu nhân có thai à, bản tướng quân không đến chúc mừng một tiếng được ư. Cũng là để cho phu nhân làm sáng tỏ một chút hài tử trong bụng của ngươi không phải là của bản tướng, miễn tránh gây hiểu lầm. Khuôn mặt của Hàn Thanh Thu thay đổi dữ dội, phu quân, không phải là như thế. Nàng ta bỗng nhiên nhìn sang bên phải, nhìn thấy mộ dung khanh và thương mai đang ở đây, sự thất thố của nàng ta biến thành nụ cười lạnh, căm hận nói, hóa ra là công chúa để nàng ta đi cáo trạng với chàng. Đã nhiều năm như vậy rồi mà chàng cũng không thể buông bỏ nàng ta xuống được à. Nàng ta cáo trạng với chàng là có ý gì? Chuyện giữa phu thê chúng ta lúc nào đến lượt nàng ta quản thúc? Thương Mai cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh, người sai rồi, ta không phải đến đây để cáo trạng, ta là đến đây để chất vấn, không chỉ chất vấn hắn mà còn muốn chất vấn cả ngươi, trước đó ở trước mặt của công chúa cho nên ta nhịn ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ không có ý định quan tâm tới chuyện này, ngươi có kế hoạch gì? Tại sao ngươi mang thai mà lại phải chạy đến mặt của công chúa để diễu võ dương oai? Ngươi đang có ý định cổ quái gì? Đừng nói với ta là mười mấy năm trôi qua ngươi bỗng nhiên muốn đi khoe khoang hạnh phúc của ngươi, lừa gạt quỷ thì có. Hàn Thanh Thu không nghĩ tới là thương mai có thể nói như vậy, nàng ta nhất thời cảm thấy kinh khoảng, ta không phải là đang đi khoe khoang, cũng không có lòng dạ gì hết, chỉ là nhớ đến đã lâu rồi không gặp công chúa, cho nên đến đó bái kiến một chút, cái này thì có lỗi gì đâu. Người nói với nàng ấy là người đang mang thai có đúng không? Tiêu Kiêu nhìn chầm chằm vào nàng ta, nghiêm túc hỏi. Hàn Thanh Thu nghẹn lời, chuyện này, ta chỉ là, ta chỉ là muốn xem xem rốt cuộc nàng ta đã buông bỏ chàng được chưa? Hàn Thanh Thu ngẩng đầu lên, giữ tâm lý vững vàng và nói trước, sự thật đã chứng minh nếu như nàng ta để ý đến chuyện ta có mang thai hay không vậy thì chứng minh nàng ta căn bản cũng vẫn còn chưa từ bỏ suy nghĩ viển vông với chàng nàng ta vẫn còn nhớ nhung chàng nàng ta phải biết xấu hổ tiêu kiêu không hề suy nghĩ chút nào đánh một bàn tay lên trên mặt của hàn thanh thu đánh đến nỗi nàng ta phải ngã qua một bên ngươi còn dám nói nửa câu không đàng hoàng với nàng ấy thì ta sẽ giết ngươi tiêu kiêu dùng một ánh mắt như ác quỷ nhìn chằm chằm vào hàn thanh thu khuôn mặt đất đáng sợ Thương Mai chưa từng nhìn thấy Tiêu Kiêu như thế này, giống như là công chúa đã nói, từ xưa đến nay hắn chính là một cái đầu gỗ, là một đầu gỗ đóng băng, từ xưa đến nay trên mặt sẽ không có biểu cảm gì, đây là lần đầu tiên hung ác như vậy. Nhưng mà chỉ có khí thế như thế này mới phù hợp với thân phận chiến tướng trên sa trường. Sau khi Hàn Thanh thu ngớ người xong, nước mắt rơi lã chả, nói một cách bén nhọn, chàng đánh ta. Quá khứ nhiều năm như vậy rồi chàng còn vì nàng ta mà đánh ta? chàng dựa vào cái gì đây là lỗi của nàng ta nàng ta nhớ nhung lấy phu quân của ta ta cần phải nhẫn nhịn nàng ta tiêu kiêu chàng đối xử với ta không công bằng giọng nói của tiêu kiêu lạnh lùng công bằng từ lúc mới bắt đầu không phải là ngươi muốn thân phận phu nhân đại tướng quân đó à muốn công bằng cái gì kể từ ngày nhận giao dịch đó trở đi ta đã nói rồi ngươi không thể đến trước mặt của nàng ấy ngươi muốn ta hưu ngươi đúng không Vẻ mặt của Hàn Thanh Thu thay đổi, chàng điên rồi. Chàng lại nói ra lời như thế. Những lời này sao có thể nói ra được chứ? Đúng vậy, bây giờ hắn không còn bất cứ nỗi sợ gì nữa, đương nhiên là hắn dám nói ra. Nhưng mà nàng ta lại không cam tâm, nhiều năm như vậy rồi cho dù là một tảng đá thì cũng phải nóng lên, nàng ta ở kinh thành si ngốc đợi hắn nhiều năm như vậy thứ mà chờ đợi được chính là kết quả này. Nàng ta thật sự không cam tâm nàng ta có chỗ nào không bằng mộ dung tráng tráng, hay là nàng ta phải tốt số một chút, đầu thai lên làm công chúa. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 22